Tây sang tham anh cha sang thanh cha a đà rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hạnh to sập bê u bát đà quê a nê ca an ta ra ya bi bi na sa se sa tô. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500 vị chánh 500.000 vị chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy, do sự lễ bái cũng thường xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ vị chánh biến tri, 24.000 vị chánh biến tri và 1.000.000 vị chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy, do sự cúng dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biến tri, 48.000 tri và 2.000.000 vị chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo của các vị chánh biến tri ấy, do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ đầy vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm miên, trợ mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thập ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết nợ, nguyện cho nhân loại gắng tu hành, nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chích cư sát la cầm măng cách tập băng ký đi dặn mà cả dê nà quả cha manasa tí đa xê sư gà tăng gà tăng dê sa ta san nhị nô a thì dê cha sa ta a san nhị nô ca tăng huỳnh nhà pha lăng mày hằng sa bê pha ghi pha quan tự tê dê tăng ca tăng sư quý đi tăng định năng huỳnh nhà pha lăng mày a dê cha ta thân a cha nanh tí đệ qua gạnh ta nhị dê đại dâm sa bê lô cầm hì dê sa ta chị quan ta hạ ra hê tu ca mầm quỳnh nặng phô chà năng sắp bê ra khoan tu mầm mã chê ta xa tiệt. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phàm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được dài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng,
bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Nam mô Bích Tha giá, chúng con hành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đàn, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, chúng con cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để cho chúng con tu tiến thâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm và quý đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tâm giảng giải những câu hỏi trong tràng. Và Nhật Quỳnh cũng mời quý vị chuẩn bị những câu hỏi, có thể đưa bàn tay lên hoặc có thể chết chát. Nhật Quỳnh xin đọc ạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Thamma Đề Sa Na Ya Chana Ga Tha Ramma cha lo ca thi bà ti sa ham bà ti ca tan cha li anh thi và rằng a ya cha tha san ti tha sat tap bà ra chap kha cha ti ca đệ sê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê riêng vi na danh cha ca văn suốt tan cha bằng thăng a phi tham ma chậm măng a cơ dạng tập tu sát chẳng đặng đăng bập bộ thà này về bá đi xa và mặt trên phạm thiên phật ngập người khẩn khoản phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi việc làm mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh giữ pháp từ đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ chấp vẹn toàn một lòng chẳng thối công không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tam giới thừa ăn phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam mô Bích Tha giá, và con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pa Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Bồ Tát Giá Kinh Bạch Chư Tôn Nghệ Giả. Kính thưa chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Giá.
Dạ, sa thủ lành thai, và con nghe âm thanh của Ngài rất rõ. Và đạo tràng, con nghe âm thanh của Ngài rõ không? Cho đó, cho xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời thầy đưa những bàn tay hoặc những câu chích chát ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ kính mời đạo tràng có thể, dạ cảm ơn Như Quang, có thể đưa bạn mình lên cũng như có thể có những câu chích chát ạ. Dạ sa thú, cảm ơn Như. Dạ nam mô Bích Thai. Dạ, dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để mà ngầm đặt câu hỏi hoặc là có những câu chết chát. Chị Meta ơi, chị có trước máy không, chị đỡ mic giùm cho Nhật Quỳnh một phút thôi. Dạ chị Meta. Dạ chị Meta có trước máy không, đỡ mít giùm Nhật Quỳnh một phút thôi chị Meta ơi. Nam mô Bích Thà. Dạ ồ chị Meta rời rum rồi. Dạ cảm ơn Như Quang, nhờ nhìn trong đạo tràng nhìn tới nhìn lui không ai thường cầm mít hết. Xích Kim có thể cầm mít giùm Nhật Quỳnh một phút không nghe Xích Kim? Dạ kính chào Mai Lộc về vào đạo tràng. Dạ xin có thể cầm mic giùm Nhật Quỳnh một phút không? Dạ không có chiếc máy thôi. À cảm ơn Xích Kim, mời Xích Kim. Dạ con xin kính chào sư Liễu Tâm. Con không coi, không biết còn sư nữa không, và các sư và các quý các cô tu nữ và quý Phật tử. Và con xin cầm máy giùm cô Nhật Quỳnh một chút thôi, con nói không có được hay lắm đâu. Và con dùng iPhone thôi, không dùng computer. Thành ra nếu có quý vị nào giơ tay á, thì xin quý vị nào có dùng computer á, thấy á, thì báo cho tôi biết, chứ tôi không có thấy ai giơ tay hết. Thì tôi chỉ tạm thời tôi cầm máy giùm cho cô Nhật Quỳnh, chứ tôi cũng bận lắm. Dạ tôi phải làm việc á. Dạ xin Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ga Giá. Xin quý vị có câu hỏi xin giơ tay lên hay là test vô cái màn ảnh thì tôi sẽ đọc dùm. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ, xin quý vị có câu hỏi nào không dạ? Dạ, cô Nhật Quỳnh ha, dạ, đây, trả lên máy cho cô Nhật Quỳnh nha, dạ cảm ơn. Dạ, sa thú kính cảm ơn Xích Kim đã đỡ mất dùm Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ và Liễu Tâm cùng chư Tân Đức. Dạ Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bạch Ngài, Ngài cho con hỏi một câu để con mở hàng đi. Dạ Nam mô Bích Tha giá. Dạ con học cái trường bộ kinh bài 8.7 8 pháp khó thể nhập, thì con nghe quý sư trong room nó giảng thì con thắc mắc một điều, tại sao thời Đức Phật đó, còn tại thế thì khi rất là nhiều người đắc đạo, có khi một lần ngài thuyết ra thì có cả 1.003 vị đắc đạo, nói chung là loài người đắc đạo rất là nhiều. Và như thời này thì Ngài không còn tại thế nữa, nhưng mà còn giáo pháp của Ngài
Thì con xin hãy hỏi hỏi ngài Liễu Tông chỉ giùm con, chỉ dạy giùm cho con thời này con phải tu tập như thế nào để trong đời này con không có đủ duyên lành để đắc đạo quả, thì trong kiếp sắp tới con có thể nghe Phật pháp, con có hiểu được Phật pháp để con có thể đắc đạo quả. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tông, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự biết được cái tiền nghiệp của người đó chỉ có Đức Phật hoặc một số vị thánh tăng mà họ có cái nghĩa là thần thông thôi, chứ còn nếu mà còn không bình thường thì khó lắm. Thành ra cái quan trọng của mình là có những cái điều kiện mình gặp được Phật pháp, ráng mình học càng nhiều càng tốt, bỏ túi càng nhiều càng tốt. Nếu cái thân nghiệp mình mà đủ mức á, ở đây chúng tôi muốn nói là cái tiền nghiệp của người mà đặt đạo quả nó có hai. Thứ nhất là nghe từ miệng của chính Đức Thế Tôn. Cái thứ hai nghe từ miệng của các bậc thánh văn. Thì bây giờ cho tới năm ngàn năm thì coi thằng bây giờ từ đây cho tới năm ngàn năm thì còn bậc thánh tam quả, nhị quả hoặc là sơ quả mà thôi. Nhưng mà chúng ta chắc ít có cơ hội để gặp các vị đó. Khi nào mà chúng ta có cơ hội mà gặp các vị đó đó, thì các vị đó thường thường thì cũng không có rõ cái tiền nghiệp mình là thuộc loại nào, cá tánh như thế nào, hay là đã từng tu những cái pháp gì. Nhưng mà nếu gặp được các bậc mà thứ thiệt á, thiền sư hay là bậc giảng sư thứ thiệt á, thì qua hình thức trình pháp của mình là họ sẽ có thể giúp mình được nhiều chuyện bằng cách là giới thiệu một số cái điều kiện để mình có thể mình nghiên cứu thêm. Nhưng mà chúng ta thường thường thì có lẽ là cái nghiệp của chúng ta quá cái tốt ít quá, là cái cơ hội đó rất là hiếm và có thể là không thể xảy ra trong đời này. Hoặc nếu có thể xảy ra mà nếu chúng ta là người nhị nhân thì cũng đó là cái lỗi mình tạo phước chưa đủ ha. Nhưng mà chắc ăn nhất là Đức Phật về sau, ngài những vị Phật về sau ngài có xuất hiện thì ngài cũng thuyết giống như vị Phật hiện tại thuyết mà thôi, có thể thêm bớt một số điều kiện gì đó, nhưng mà cái chánh vẫn là, nghĩa là mình nói trắng là cái điều chánh nhất cũng là từ tứ niệm xứ cho tới bát thánh đạo là con đường đó mà thôi, chứ không con đường nào khác cả. Thì bây giờ những cái điều kiện mà liên quan tới đó mình cố gắng học hỏi. Bên cạnh học hỏi đó là mình phải tạo những cái phước khác mà mình có thể làm được, tức là trong 10 phương pháp tạo phước đó. Thì mình sẽ tạo phước lần lần, bất cứ cái nào có cơ hội gặp thì làm mình, nhưng mà điều kiện phải học để biết nó là cái gì cái đó. Để gặp trường hợp nào cái gì là phải làm tối đa. Mà khi mà làm như vậy đó thì như chúng tôi nhắc nhiều lần đó, thì là cho người và cho mình. Cho người tức là hồi hướng, hay là mình nói cái phước mình cho cái người còn sống gần mình nghe để cho họ tùy ý phước báo. Cho mình tức là cái lời nguyện để cho cái điều kiện mình làm nó, cái thiện pháp mình làm nó trở thành ba la mật. Còn nếu mình làm rồi mình tỉnh bơ, rồi mình không có nguyện, không có gì đó, thì cái phước đó nó là thiện pháp thông thường thôi, tức là nó cho quả trong cái cõi luân hồi, cho quả trong sự sinh tử mà thôi, chứ không có thể đi ra được. Chỉ có ba la mật mới là con đường đi ra mà thôi. Thành ra khi làm bất cứ được cái phước nào cũng nên nguyện để chấm dứt ác pháp, nguyện để chấm dứt phiền não, nguyện cái phước đó để giúp cho mình đi ra, tức là buông bỏ những cái gì cần phải buông bỏ. Chứ còn nếu không mà mình cứ giống như mình bỏng sẻn cái phước báo của mình, cất giữ sạn mình thì trước sau thì nó cũng hết thôi, Thành ra cái chuyện mà mình học để có kết quả mà giống như cái tác ý mình muốn là rất là khó, nó khó lắm. Bởi vì mình giống chúng tôi hay dùng những từ tu nháp đó, kiếp nào cũng tu nháp, không có kiếp nào mà tu thiệt hết á, thì phước báo không có nhiều. Mà ngay cái thời Đức Phật quý vị thấy, người đắc đạo quả ít lắm, người á đa số là chư thiên,
bởi vì họ có những cái phước hoặc là những cái gì trên phạm thiên xuống ấy chứ còn. Còn thí dụ như cái nhóm mà đông nhất là nhóm của ba cái ngày mà thờ lửa đó, ba cái gì mà thờ lửa đó, ba ngày Kassapa đó, thì tại cái nhóm nó đông thì nó đông thì thôi, chứ những lần khác thì ngài dùng cái giống trí ngài quét trúng một hai người thôi chứ đâu quét lần nào cái nhóm đông đâu, thì ngày tới ngày tiếp thì chỉ đắc lẻ tẻ vậy thôi đó, mà chứ còn đâu có thể đắc nhiều được. Có chư thiên thì đắc nhiều, tại chư thiên họ xuống họ nghe nhiều chứ không ít, nói là họ nghe là nghe rất là đông. Những cái bài kinh mà thông thường mà có chư thiên mà ta hỏi, ví dụ như bài kinh 38 pháp ăn lành này kia sao mà chư thiên đắc đông dữ lắm, hay là bài kinh bây giờ Karani rồi này kia không sao, nó liên quan tới chư thiên thì họ đắc quá nhiều thôi, chứ còn không thì thường thường thì cũng không có nhiều. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tát. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy cho con. Cái câu hỏi của con, dạ con rất là tri ân Ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Tát. Dạ, dạ, con thành kính đảnh lễ chư Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà, quý cô tu nữ và Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Bình kính mời quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên và có thể chết chát có câu hỏi. Để Ngài giảng dạy Nhật Bình được học ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, trong khi chờ đợi những câu hỏi, Ngài cho con hỏi một câu nữa bạch Ngài. Con học câu hấp cú 137 đó, thì con cũng nghe quý sư giảng thí dụ như trong cái bài đó thì có người thí dụ như mình làm anh hùng đi, mình làm anh hùng có nghĩa là mình dẹp đông dẹp tây, hoặc mình có thể đánh đập người này hoặc là lấy của người kia để mình gọi là mình làm anh hùng, mình cứu người. Nhưng mà theo như là Đức Phật dạy đó bạch Ngài, có nghĩa là ai người ta làm cái gì đó, người ta cướp hay là người ta thế này thế kia, thì cái việc người ta làm thì người ta mang nghiệp. Mình không thể nào mà thay trời hành đạo được, phải không Ngài? Tại cái câu hôm đó con nghe một vị sư giảng là nó thay trời hành đạo. Dạ, mình đâu có thay trời hành đạo được, phải không Ngài? Nếu mình thay trời hành đạo được thì mình phải mang nghiệp, phải không Ngài? Dạ, con kính nhân bích đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Thà Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, ngay cái trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật có dạy đó, có những cái chuyện mà ngay cái cha mẹ còn giúp con cái con không được, chứ đừng nói thay ai đó. Nghĩa là phiền não thì nó phát sinh trong tâm mình, thì mình có khả năng thì mình diệt được nó, mà mình không có khả năng thì không ai diệt giùm mình cả. Ngay cái Đức Phật là cái bậc mà cỡ đó đó, mà Ngài cũng chỉ nói ta, Ngài cũng chỉ nhận mình là bậc đạo sư, tức là người chỉ đường mà thôi, chứ Ngài không có cổng mình đi qua cái chỗ nào đó, Ngài cũng không có giúp mình. Nói nếu mà cái lời Ngài giảng mà Ngài dạy mà mình không chịu học chịu hành đó, thì không ai giúp được cả, chứ không phải gì ở đó mà thay trời hành đạo hay gì đó. Thật sự là mình cái đó là cái đối tượng bên ngoài, mà cái phiền não nằm bên trong. Bây giờ ông trời không có xuống không giúp mình, bây giờ ông trời để thích phòng có xuống giúp mình để diệt phiền não cũng được, mà tự mình phải hạ thủ công phu để mình thấy nó như thế nào rồi mình diệt nó, chứ không thấy ai thay mình làm được chuyện đó cả. Thành ra bởi vì tư tưởng đầu óc của con người thường thường cái tư tưởng là thần quyền, thành ra cứ nghĩ là có cái đấng nào đó rồi nhiều khi nghĩ quá xa, mình nghĩ mình cũng nên là cái đấng đó để mình giúp người khác, cái chuyện đó không thể xảy ra được đó. Nghĩa là bây giờ mình nghe là cái technique mà dễ hiểu nhất đó, mình nhìn về biết ông sư đó, ông ăn thì để ông no, chứ ông không ăn để Phật tử no. Ông sư ông tụng kinh thì không được phước báo, chứ ông tụng kinh Phật tử không chịu nghe thì Phật tử làm gì có phước báo. Ông sư ông hành đạo thì ông chứng đắc, chứ làm gì mà Phật tử chứng đắc giống ổng à. Đó, nói cái chuyện là mình phải tự hạ thủ công phu, không hạ thủ công phu rồi phải có pháp học.
có những cái pháp mà mình không học thì mình không thể nào hành được đó. Ví dụ mình giờ mình nói cái chuyện rất bình thường thôi, mình không hiểu những cái gì hoạt động trong cái thân mình, mình cũng chỉ có một đường thôi. Thành ra cái người chết thì có bốn người khiêng mà ba người đưa đó. Bốn người khiêng là bờ khiêng cái gì, bốn người là gì, tức là tứ đại đó. Ba người đưa là ai? Thứ nhất là phúc hành, thứ hai phi phúc hành, và thứ ba là bất đồng hành. Đó là ba người đưa xuống, đưa đi lên cõi nhân thiên và đưa lên cõi phạm thiên, chỉ có ba người thôi. Thì ba người đó do ai tạo? Mình nặng nó ra chứ ai, mình tạo. Phi phúc hành tức là 12 tâm bất thiện thì mình cũng tạo ra, và phúc hành là những tâm thiện hiệp thế mình cũng tạo ra. Thì rồi tới thiền lên cõi phạm thiên thì vô sắc thì mình cũng tự tạo ra. Ba cái anh chàng anh đưa mình, đưa cái chúng sanh mà mình hằng ngày mình ôm ấp đây nè, chỉ ba cái ông đó là ông đưa mình đi thôi, chứ không ai nhào vô được đó. Mà ba cái ông đó mình nặng ra chứ không ai nặng đó, mình đẻ nó ra. Thì bây giờ tới lúc mà nó đền ơn mình là nó đưa mình đi. Ví dụ mình làm ác pháp nhiều thì tới cái đó gọi là phi phúc hành, tức là thế thằng cha nó đưa mình thì đưa đi xuống gặp Diêm Vương nói chuyện nha. Đó. Còn bớt là đồng hành thì lên gặp mấy chư thiên nên kia chút, mà bất đồng hành thì lên làm phạm thiên này thôi. Đó. Nhưng mà cũng là do mình là người tạo ra nó. Mình muốn đi tới là mình phải từ cái bàn chân mình bước, chứ không thể ai bước giùm được cả. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, mến chào Xích Duyên mới vừa đầu tràng. Xích Duyên có câu hỏi không? Dạ, đầu tràng có câu hỏi không thì chết chát lên đi Nhật Quỳnh đọc, hoặc quý vị cầm mic để hỏi ạ. Dạ, Nam mô A Di Đà. Dạ, mến chào Giang Nhất Hạ. Dạ, Giang Nhất Hạ có câu hỏi không? Dạ, Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ bạch Ngài, theo như cái Ngài chỉ dạy con như vậy đó, thì thí dụ như con thấy thì thấy ai đó là ăn hiếp Xích Duyên này đi. Dạ, thì con ra tay đánh đập người đó, hay là làm cái điều người đó bị thương tổn, tại vì cái người đó ăn hiếp Xích Duyên. Như vậy á, cái như vậy con có mang nghiệp không Ngài? Mặc dù con là người giúp cho Xích Duyên, nhưng mà thực sự là mình can dự vô chuyện của người ta, rồi mình đánh đập người khác, mình chửi quá người khác, như vậy mình có mang nghiệp không bạch Ngài? Dạ, Nam mô Bích Thai. Dạ, con kính nhân Bích đến Ngài ạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, người tổn thương nhất là mình, chứ không phải là cái người bị ăn hiếp hay người ăn hiếp người khác. Vậy chúng tôi nói thường thường là khi mà cái người kia đó họ có cái tâm sân thì mình gọi là người ác. Mà mình thấy họ sân là mình tức họ, tức là mình cũng sân cái sự ngu của họ đó, thì mình vẫn là người ác như thường. Tức mà họ đã ở cái điều kiện không tốt, mà chính mình vì cái lý do cái đối tượng đó mình cũng tạo cho mình cái nghiệp không có tốt, tức là cái tâm sân của mình đó, thấy không? Thì nó đâu có lợi ích gì đâu, mà nên nhớ tất cả những hành động mà thân cố ý nó đều tạo nghiệp cả. Thành ra mình tưởng tượng mình vô mình can hai người què nhau là mình không tạo nghiệp, vẫn tạo nghiệp như thường, mà có thể là nghiệp xấu nữa. Bởi vì nhất là mình thấy cái người kia ăn hiếp người nọ, tức là mình có cái ý xấu gì một bên và mình muốn giúp đỡ một bên. Nhưng tại cái lộ trình tâm nó nhanh quá mình không hiểu, nhưng mà đó là rõ ràng mình vừa tạo nghiệp xấu nghiệp tốt cùng lúc luôn, chứ không phải là bên người ta là tạo nghiệp tốt không, vẫn có nghiệp xấu trong đó như thường. Bởi phạm nhân nó chỉ có hai điều để nói chuyện nhau thôi, một là 12 tâm bất thiện trên, hai là 8 tâm đại thiện ở dưới thôi, chứ không có đường nào khác đó. Thành là cái sự suy nghĩ mình trước sau cũng dính vào một trong hai chuyện đó hết. Rồi cái tay mình đưa ra thì cũng dính vào một trong hai chuyện đó, mà cái miệng mình đưa ra mở miệng ra thì cũng dính một trong hai chuyện đó thôi. Thành ra thường thường chúng ta hay nói ngược, chúng ta nói là chúng ta là chủ nhân của cái nghiệp, nói ra nó chỉ đúng một nửa thôi. Cái gì chưa làm đó, cái hành động nào mà chưa làm thì chúng ta là chủ nhân của hành động đó. Nhưng mà khi chúng ta làm rồi, chúng ta là nô lệ của hành động đó liền. Thành ra nói về nghiệp, chúng ta là nô lệ của nghiệp, chứ không phải là chủ nhân của nó được. Nếu chúng ta chưa làm thì còn tự hào là chủ nhân, chứ làm rồi là
chúng ta là nô lệ của cái hành động đó. Mà khi là nô lệ hành động đó, tức là nó cái nghiệp nó có quyền nó sai sử mình liền à. Thành ra rất là nên cẩn thận trong cái việc mà sử dụng cái suy nghĩ của mình, sử dụng cái miệng mình để nói, mình sử dụng cái tay chân mình để có trước cái hành động gì đó, thì mình còn là chủ nhân được, trước khi mà nó làm xong là nô lệ liền. Mà nếu mình làm với tâm từ tâm thiện thì mình là nô lệ của thiện pháp, mà hãy mình làm với tâm tham sân si thì mình là nô lệ của ác pháp. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thủ con hành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Dạ, Ngài đã tận tình chỉ dạy, con đã hiểu được ý Ngài dạy con rồi. Dạ, Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời những bàn tay và mời những câu chết chát ạ. Dạ, Nhật Quỳnh đã hỏi ba câu rồi, quý vị có ý gì chưa? À, những ngày qua học pháp thì có cái gì thắc mắc không? Xin mời bàn tay và mời những câu chết chát ạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ bạch Ngài. Không, Ngài hỏi, con hỏi tiếp. Dạ, Ngài cho con hỏi á, thí dụ như theo cái câu chuyện mình tạo nghiệp và mình tả nghiệp, thì con nhớ là trong Hấp Cú Kinh đó có chỗ đó một vị hoàng hậu mà giết 500 một người thứ phi với lại 500 cung nữ mà đốt cháy đó, thì theo như cái dư sử thì nói là giống như cái vị thứ phi này đã từng mà đốt một vị hoặc độc giác, và lần đầu thì đốt không cháy nhưng mà không mang nghiệp, mà lần sau thì cố tình đốt cho chết đó, thì mặc dù Ngài không chết nhưng mà mình vẫn mang nghiệp, nên bây giờ là người này bị đốt cháy lại. Thì như cái trường hợp đó là một cái 500 cung phi đó, và cái vị thứ phi đó là bị trả nghiệp. Nhưng rồi kéo dây ra nữa là cái người hoàng hậu đó đốt người ta thì có mang nghiệp không? Rồi sau đó thêm một cái ông vua nữa, ông đem bà này và dòng họ của bà hoàng hậu này để ra mà cài lên này mà giết đi, như vậy là có phải mình trả nghiệp, rồi cái người tạo ra có mang nghiệp tiếp không bạch Ngài? Và con kính nhân bích đến Ngài, Ngài chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, khi mình nó chửi mình, tức là mình đang nhận cái hậu quả của mình kiếp nào mình làm, nhưng mà nếu mình chửi lại tức là mình tạo gieo nghiệp mới, và cái người đánh mình hay người chửi mình vẫn gieo nghiệp mới như thường, chứ làm sao không gieo. Nó có qua có lại à, nhưng mà tại vì mình không có đủ khả năng để hiểu biết cái nào là nhân cái nào là quả thôi, nhưng mà nói vắn tắt, nó bột tay mình, tức là nó tạo cái nghiệp mới mà mình nhận cái quả của cái nghiệp cũ, hoặc ngược lại đó. Thành ra thường thường đó là các bậc mình giảng sư hay dạy mình đó, nó chửi mình thì mình nên nhìn vào cái tâm của mình rồi bỏ đi. Tại vì cái tâm mình lúc đó nó chửi mình là cái tâm mình sân là cái chắc. Nếu mình sân tiếp tục tức là mình cũng là người xấu, tạo nghiệp xấu chứ không phải không. Thấy ý nghiệp xấu ha. Nên nhìn lại cái tâm của mình, thấy biết nó là có cái ác pháp, xong rồi bỏ đi để không dễ dưa tới cái chuyện đó nữa. Chứ không thể nào mà nhân quả một chiều đó, nhân quả hai chiều. Người tạo người nhận, và ngược lại người trả và người cho. Nó liên tục như vậy trong đời sống mình hàng ngày, chứ không có làm sao tránh khỏi. Cho tới khi nào mình thất tứ thánh quả rồi mình đi thôi thì mình không tạo nghiệp mới, nhưng mà nghiệp cũ vẫn phải hưởng cho tới khi nào tắt thở mà thôi. Nó vì thấy có nhiều cái gì tứ thánh quả vào thời Đức Phật không, vẫn phải trả những hậu quả cho thường. Điển hình tức ngày Mục Hình La Ná đó, ngày mà đệ nhất về thần thông đó, nghiệp nó theo kiểu nó vẫn bầm như thường, chứ mà mình nói không có được. Mà bây giờ mình cái người bầm mình đó, nó có tạo nghiệp không?
rõ ràng là nó bị nước ngập chung sống là cuốn đi rồi này kia rồi đó, nghe không? Cũng phải trả như thường chứ làm sao không trả được. Bất cứ lý do gì thì cũng phải mình, cái người tạo, trong lúc cái, trong một chuyện vậy đó thì có người tạo và người nhận. Người tạo sẽ nhận được kiếp sau, mà cái người nhận kiếp này thì nếu biết cách nhận thì thôi, còn không biết cách nhận vẫn tạo nghiệp tiếp tục như thường. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú lành thai, dạ, con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Dạ, con rất là tri ân Ngài đã chỉ dạy cho con. Nam mô Bích Thầy, dạ. Dạ, Sú Khá mới vào đạo tràng, có câu hỏi không Sú Khá ơi? Dạ, Nhật Bình lần nữa, dạ, chào Quang Nguyệt, có câu hỏi không Quang Nguyệt? Dạ, kính mời quý vị cho những câu hỏi ạ. Bữa nay rơm giỏi quá Bạch Ngài, không quý vị nào thắc mắc hết á, có mình con thắc mắc là Bạch Ngài. Dạ, không có huynh kinh vào, huynh kinh đi vòng quanh thế giới rồi hay sao á, dạ, không có thấy huynh kinh vào, để huynh kinh cứu bồ cho con về hết. Bây giờ con hỏi hoài, con mắc cỡ quá, dạ, con rất là ngại mà không có ai hỏi, con không thể để ngài vào đây mà không có câu hỏi được, nên con phải hỏi tiếp. Ngài cho con hỏi trong mình tu tập trong thực tế trong cuộc sống đi. Dạ, bây giờ thí dụ như con một ngày nào đó con đi bệnh viện, con đi bác sĩ thì nó phán cho con một câu là chị bị ung thư thời kỳ cuối rồi. Thì con được nghe cái một có một người cũng 80 tuổi rồi mà bà vẫn khỏe mạnh, mà bà tới chỗ bà chơi luôn. Dạ, thì bà còn nghĩ là bà còn sống lâu, sống khỏe. Nhưng một ngày kia thì bà phát hiện là ung thư gan kỳ cuối. Mà bà là người Công giáo, nên là mà con cái bà đi nhiều nước lắm. Dạ, đi làm ăn nhiều nước. Thì ở xa nữa, thì bà mới nhờ cái người con quen đây thì biểu là giờ tìm giùm con cái bà đi về cho bà gặp, và bà xin với bác sĩ là bà không có chữa trị ung thư mà cho bà uống thuốc giảm đau thôi. Rồi bà gặp được con cái bà rồi thì bà sẽ ra đi, và trong vòng chỉ hơn một tháng thôi, từ khi phát hiện đến lúc bà ra đi thì chỉ hơn một tháng thôi. Thì ý con hỏi ngài đó, ví dụ như con gặp cái trường hợp như vậy thì làm sao mà con giữ được cái mình tu tập cách nào để mà mình giữ được cái tâm bình tĩnh khi mình nghe là mình bị ung thư kỳ cuối, để mình giữ được cái tâm bình tĩnh. Tại vì con nghe mà nếu mà mình hoảng sợ thì mình chết, thì mình sẽ bị đọa là chắc. Và ngài chỉ dạy cho con tu tập cách nào để mình khi mình nghe những cái chuyện như vậy mình được bình tĩnh à. Con kính nhân mến đến ngài, ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy, dạ, kính bạch chư tôn mày, dạ, kính thưa chư quý vị. Thì cần sinh nam người nữ hoặc là ngay cả chư tăng thì có 10 chuyện để làm thôi, tức là thập thiện nghiệp hoặc là 10 phương pháp để tạo phước đó, 10 chuyện đó thôi. Là đa sợ mua nhá kia và quách thủ đó, thì cứ làm đi làm lại, rồi khi nào nghe bất cứ chuyện gì thì mình, cái nào mà nó đang có năng lực thì mình đưa cái tâm mình về hướng đó, là thì nó những cái chuyện kia làm sao nó vô được. Ví dụ bây giờ mình nói pháp đầu tiên có 10 pháp tạo phước là bố thí tối ngày mình làm, ngày sáng làm, tối mình suy nghĩ những cái phước mình đã làm coi nó tròn đủ như thế nào. Thì bây giờ có ai lại hù là gì mình nghĩ tới cái phước báo mình làm thôi, chứ có ai đâu, chứ cần gì mình nghĩ tới cái chuyện bệnh hoạn cần phải gặp con cháu thôi đi này kia chi vậy, phải không? Bởi vì mình càng nghĩ tới bệnh thì cái tâm nó càng sân hận, nghe sợ đó. Chứ sân ở đây là sợ hãi rồi này kia, ông xong. Hoặc tiếc tiền, tiếc của, hoặc cái việc gì chưa làm, mình nghĩ tới mấy chuyện đó, người mình nó trộn rộn thêm chứ. Mình tạo thiện pháp để bất cứ lúc nào mình cũng nghĩ tới thiện pháp. Nên là nói cái chuyện của mình, ví dụ mình tụng lễ bái Tam Bảo cho thuộc lòng mà.
cho hiểu đàng hoàng, hay đụng chuyện gì thì mình cứ tụng rồi mình quán xét theo cái đó, nó vẫn có lợi ích hơn là mình lo mình ngồi mình rầu rĩ chị, phải không? Tại vì mình những cái pháp mình làm 10 phương pháp tạo phước hay thập thiện nghiệp của mình, nó chưa có thần tục, nó chưa có năng lực, thành ra mình đụng chuyện mình rung mình quên hết. Chứ bây giờ có rung vô ít thôi, bởi vì nó nhớ luôn luôn là suy nghĩ là ngày mai với kiếp sau chưa biết cái nào tới trước, nên nhớ chuyện đó. Có thể dài một phút đây là kiếp sau tới rồi, nhưng mà ngày mai chưa tới. Nhưng nhiều khi ngày mai tới rồi, nhưng kiếp sau chưa tới. Nhưng mình nhớ rồi trong đầu mình nói là ngày mai với kiếp sau không ai chắc biết được cái nào tới trước cả, đối với người đó. Thì bây giờ những thiền pháp nào mình làm thì mình cứ tiếp tục. Dù đang có chuyện gì xảy ra đi nữa, nghĩ tới những cái thiền pháp mình đã làm, đã tạo, để cái tâm mình nó có năng lực trong cái việc mà tạo tiếp. Bởi vì bây giờ mình có buồn đi nữa thì mình không còn cơ hội để tạo thiền pháp tiếp, tại vì cái tâm mình nó u sầu. Bây giờ mình cứ tạo thiền pháp tiếp, ví dụ mình học, hoặc là mình học được những cái đề mục về thiền gì, tự nhiên giảng sư nào hay thiền sư nào đó, thì đụng chuyện là mình cứ ngồi xuống, mình đưa tâm mình về cái đối tượng mình từng quán từng vậy, thì nó vẫn có lợi hơn nhiều, cho thể không phải buồn rầu suy nghĩ chi. Cái điều gì mình nhớ, điều gì mình sợ mà nó không xảy ra thì nên sợ, mà sợ nó xảy ra sợ anh chị. Ví dụ bây giờ nó, bây giờ chắc chắn là mình bây giờ là có người nói là ngày mai mình chết, nếu mình sợ mà không chết thì nên sợ. Mình sợ nó không chết thì sợ làm gì, phải không? Nên hiểu mình phải có sự suy nghĩ nó thông minh chút. Sợ chuyện gì mà nó không còn nữa đó, thì mình nói ấy, ví dụ như giờ mình nghèo, mình sợ nó nghèo rồi mình giàu thì nên sợ. Chứ mình sợ nó nghèo, vẫn nghèo tiếp thì sợ làm gì, phải không? Là những cái tạo đi 10 pháp tạo phước, cái tạo bố thí trì giới rồi này kia dùng làm cho nó thần tục đi, rồi khi nào có bất cứ chuyện gì cũng đưa nó là cái đối tượng để mình quan sát đó, thì mình không có sợ gì cả. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính tri ân ngài đã chỉ dạy cho con, cái đây là thực sự cuộc sống mình phải đối mặt. Và con rất là hoan hỷ khi ngài dạy ạ. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Dạ, dạ, mình chào sư cô bác và chào đạo tràng. Wow, kính chào Quỳnh Minh Tâm, lâu lắm rồi mới thấy vào đạo tràng. Quỳnh Minh Tâm có khỏe không? Dạ, Quỳnh Minh Tâm hôm nay vào đạo tràng có câu hỏi không, có thể làm thị giả cho ngài được không? Quỳnh Minh Tâm cho một tín hiệu đi, lâu rồi ha không vào đạo tràng. Đi du lịch đâu hay là nhà sức khỏe có tốt không? Nhưng mà lâu vậy không vào đạo tràng. Dạ, Quỳnh Minh Tâm có cầm mít không? Nhật Quỳnh nhường mít ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Nhắm mặt lâu quá thì có thể cầm mít không? Để nói lý do nhắm mặt. Nhà không thấy tín hiệu gì hết. Đó, có bàn tay rồi, mời Quỳnh Minh Tâm. Nam mô Bố Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ và vãn an sức khỏe sư Liễu Tông. Dạ, kính đảnh lễ chư Tăng Ni với những nickname mà con không có biết trong đạo tràng. Dạ, kính chào quý Phật tử. Và mới download cái bao thóc mới nè, chưa biết sử dụng sao. Và cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh cho biết rõ. Và thôi để đỡ mất thời giờ đạo tràng, con xin phép có một cái câu hỏi. Dạ, dạ thưa sư, dạ vừa rồi con có về Việt Nam á, dạ, đi đến cái chùa Bái Đính, cái chùa rất là lớn và nổi tiếng ở Việt Nam trong cái giới du lịch á. Mà thật sự cái chùa này thì do tư nhân người ta đầu tư kinh doanh, nhà kinh doanh rồi người ta bán vé, nhà làm nhiều cái dịch vụ lắm, tức là đại khái người ta kiếm tiền đó. Dạ thì thưa sư, con chỉ muốn hỏi rằng là nếu mà mình xây chùa với mục đích kinh doanh đó thưa sư, thì như vậy mình có
có phạm gì vô với Tam Bảo hay không. Và vì báo chí cũng có biết có một số vị thầy cũng cấp rất là lớn, và thì rất là hoan hỷ vì vị thầy này nó ít nhất cũng cũng có chùa và mái chùa che chở hồn dân tộc gì đó. Và nhưng mà trong đó thì hoàn toàn là kinh doanh thôi sư, và không có ai tu cho nó cả. À, thì ở đây con muốn hỏi rằng khi mình kinh doanh về chùa chiền đó thì mình có phước hay là mình có bị cái nghiệp gì xấu hay không thưa sư? Dạ con kính đỉnh sư giảng dạy ở điểm này. Để con không biết làm sao leo xuống đây. Nam mô Phật Ta Dạ kinh bạch chư tổ hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái gì mà làm ngược lại điều trong giáo pháp của Đức Phật thì coi như là điều xấu chứ không phải là điều tốt. Bây giờ nếu mình xây chùa để người ta có chỗ tụ tập thì nó là điều tốt, nhưng mà mình xây chùa để mình kiếm tiền bỏ túi thì nó thật về. Nhưng mà thật sự ra cái chuyện xây chùa là điều đó Đức Phật không có tán dương, nên nhớ chuyện đó. Thì chúng tôi nói nhiều lần Đức Phật chỉ cho chúng ta hai cái loại đường thiện mà nên đi vô đó để hành, để học. Thứ nhất là ngôi nhà quan, thứ hai là khu rừng vắng. Chứ không thấy trong Nam Mẹ nói là xây chùa, xây tháp hết rồi, không có. Hồi xưa người ta xây tháp đây, nói là mình dùng chữ xây tháp để thờ thế lợi này kiêm trọng đó. Thật sự ra không phải xây gì đó, giống như cái mã vậy thôi. Chứ còn đâu có gì đâu, mình đều dùng danh từ cho nó ngon. Nhưng mà cái đó là để tưởng nhớ những cái vị mà có thể giúp mình tạo thiện pháp được thì người ta mới làm chuyện đó. Chứ còn bây giờ mà những cái đa số những cái chùa mà theo cái hệ thống mà của Tàu đó thì đa số là chỉ để kiếm kiếm tiền thôi. Mà nên nhớ đó, ông mình lợi dụng cái y mình kiếm tiền đã là chuyện trật rồi, chứ đừng nói là lợi dụng cái tài sản của tăng chúng để mình kiếm tiền. Bởi vì thường thường chùa là tài sản của tăng chúng, chứ không phải chùa là tài sản của cá nhân. Còn chiếc y cái vỏ cái bình bát của ông sư là tài sản cá nhân. Mà mình mặc im nọ mình bác mình đi xin mà giới hạnh ông trang nghiêm đã là sai rồi, chứ đã nói vậy đó, nghe xin cơm ăn không đã là sai rồi. Thành ra có một cái vị tưởng lão rầy ông học trò ông Sư Di đó, người ông ăn chỉ quên lúc ăn quên quán thôi đó. Mà bị rầy là nếu mà mày nuốt cục lửa mà vẫn khổ ít hơn là mày ăn cái kiểu đó. Nhớ vậy đó. Thành là cái gì mà liên quan tới tăng chúng mà cá nhân người nào đụng vô là chỉ chết thôi. Trong luật Đức Phật cũng chế định tỳ kheo xài của tăng như của mình chỉ có một đường thôi là địa ngục, không phải về cái chuyện giỡn. Thành ra mình tạo lập ngôi chùa là tài sản của tăng chúng, cái đó automatic. Mà dùng nó để mình kiếm cơm thì chắc chắn là cái cục cơm nó nóng hơn lửa địa ngục. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thú sa thú, dạ kính trường sư Lữ Tông. Dạ nhưng mà có một số người họ lập luận thưa sư là coi như cái này không có dính tới tăng chúng, bởi vì cái tiền này là từ đầu tới đuôi là tiền người ta kinh doanh, tức là người ta mở ra hoàn toàn là tiền do túi của người ta. Dạ, tức là đây nó không có dính gì tới gọi là giáo hội luôn nữa. Dạ, tức là theo con biết là những cái chùa này nó cũng không có nằm trong trực thuộc của giáo hội của Việt Nam, nghĩa là nó không dính vào giáo hội, mà người ta chỉ mượn cái gọi là cái hình ảnh cái chùa và hình ảnh của những tượng Phật. Dạ, chứ người ta hoàn toàn không có dính một đồng nào của Phật tử cả, và người ta cũng không có hỏi ý kiến của giáo hội gì cả, tức là họ hoàn toàn họ kinh doanh đó thưa sư. Dạ, nhưng mà đại cái là họ dùng vấn đề là tâm linh họ kinh doanh. Dạ, và họ làm rất rất là lớn, và cái chùa lớn lắm. Dạ, con đi chưa hết mà con đã mỏi giò rồi. Dạ, thì con thỉnh sư giảng rõ điểm này để Phật tử chúng con được hiểu ạ. Nam mô Phật Thà, dạ kính bạch chư tổ mày, dạ kính thưa chư quý vị. Tại sao không gọi là miếu bái đính mà gọi là chùa bái đính? Nghe không?
Nó là mình trộm cái danh cũng giống như một người mà không phải ông sư cạo đầu mặc y để đi kiếm ăn, được gọi là trộm tăng tướng, vẫn đi xe ngục như thường. Nghĩa là dùng, nghĩa là hình thức của tôn giáo đó, mà dầu rằng không phải là tôn giáo, dầu mình bỏ tiền ra mình xây nữa, mình muốn kinh doanh thì mình để cái tên khác, đừng để chùa gì không đó, đừng để chùa, đừng để tỉnh thất, đừng để tăng xá vậy đó, để miếu miếu hay đình này không sao, nhưng mà mình để cho người ta tưởng cái đó là cảnh chùa. Nhưng mà cái đó hồi xưa là cảnh chùa, mà sau thời gian ở chế độ miền Bắc thì chùa chuyện gì cũng sống đâu có được, mà sau này họ sửa lại. Nhưng mà như giống như cái chùa gì mới xây vậy, chùa gì cũng lớn lắm là nó đâu có chưa tăng ở dùng để kinh doanh được không đó. Mình muốn kinh doanh mình kêu tên khác, hotel hay motel gì cũng được, biểu đình gì cũng được, nhưng mà nói để người ta hiểu cái đó là một cái cảnh chùa hay là một cái gì thì không có được. Cho là mình vẫn lợi dụng cái ẩn danh để lợi dụng cái đó để nuôi mạng, thì cái người đó trước sau gì cũng chết. Tại sao chết? Tại vì cái cách kiếm ăn được gọi là kiếm ăn cách dơ bẩn, mất vệ sinh, thì trước sau cũng chết vì cái sự mất vệ sinh đó, chứ không có gì đó. Là một cái thầy á. Dạ sa tu sa tu, và con kính truyền sư Liễu Tông để giảng dạy rõ thêm. Dạ, và thêm một cái điểm này nữa thưa sư, dạ, tức là không những ở chùa ấy đến mà có một số chùa con biết là họ cũng xài một cái chiêu này cũng rất là độc, là họ làm một cái hộp nhỏ nhỏ, dạ, ở gắn trong tường vậy đó, dạ, giống như là mấy hũ cốt mình hay thấy nhỏ 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 trong mấy cái tường, dạ, thì họ làm nhỏ nhỏ vậy, rồi đầu họ để cái tượng Phật vô. À, để thằng Phật vô thì những danh gia hay là những nhà nào đó, thì chi tiền thì họ sẽ ghi cái tên của mình ở dưới, và họ bỏ tượng Phật vô đó, tức là coi như mình thỉnh một cái tượng Phật là mình để vô trong tường đó, thì nó sẽ có phước, thì thỉnh sư cái việc làm này đó thì nó có phước hay không, mà trước tiên nó tốn tiền là dĩ nhiên rồi, nhưng mà con thỉnh sư là ví dụ ở trong cái chùa, thì nó có những cái tượng, rồi bắt đầu họ làm những cái hộp nhỏ nhỏ, thì ai đưa tiền thì họ sẽ bắt đầu bỏ cái tượng Phật vô, rồi ghi tên của gia đình của mình hay gì đó, nhà muốn ghi gì đó mình ghi, thì thỉnh sư trong cái việc làm như thế này thì người Phật tử có phước như thế nào và không có phước như thế nào, và thỉnh sư giảng dạy cái điểm này để Phật tử chúng con được rõ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Hồi xưa ở bên mình có câu là buôn thần bán thánh, là cái thứ đổ vỏ, thứ chơi xài không vô rồi. Bây giờ mà bán Phật bán thần nữa thì thôi, làm sao có phước được, ngoài không? Mà ngay cả cái người tới đó cũng vậy, nó người tới mà mua Phật mua kia làm đó, rồi họ làm những cái tâm gì thì biết thứ thiệt thứ giả gì không? Phải không? Người mà có học hành đàng hoàng thì có biết tiền phía biết cách tạo tiền pháp rồi loại trừ ác pháp, bây giờ ta làm đó nghe là cái gì chứ, hình thức dựa vào chùa chiền y áo của thằng chúng mà để kiếm cơm nuôi mạng thì tới sao cũng chết thôi, giờ không có đường nào tránh khỏi đó, tức là nghiệp ác chứ không phải là nghiệp thiện. Còn bổn phận của cư sĩ được gọi là cận sinh nam của sư nữ đó, thì những cái đó là mình không nên dính vô, mà cũng không nên tán dương nha. Đi về rồi thôi, đi biết nó bậy rồi thôi, nín đi quảng cáo dùng. Cái đó là không nên. Cái thứ mà buôn thần bán thánh, buôn Phật bán thần này thì cái thứ đó là không 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 đúng rồi. Là từ ác pháp chứ không thể là thiện pháp rồi. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ sa thú dạ con kính tri ân sư Lữ Tông. Dạ hồi nãy giờ sao không thấy ai post lên câu hỏi đó quý vị, và room chúng ta cũng khá đông, quý vị có thể post lên những cái câu hỏi của mình ạ. Dạ thưa sư, dạ trong khi mà không ai hỏi con xin hỏi tiếp ạ. Cái vấn đề thí dụ như giờ mình về Việt Nam hoặc mình đi qua những nước quốc giáo á thưa sư, thì không có cái cơ hội để mà mình gọi là dùng cái từ canh canh chư tăng đi khất thực để mình cúng dường á thưa sư. Dạ thì ví dụ như mình mua giống như mì gói á thưa sư,
rồi mình đến từng chùa để mình cúng dường, ngào đến từng chùa mình cúng dường như vậy á, thì cái việc này nó có nên làm hay không thưa sư? À, tại cái thứ nhất con nghĩ rằng cái mì gói á, thì nó hơi thấp. Dạ, tức là nó đại khái nó không phải là cao lương quý vị đó thưa sư. Dạ, thì ăn nghe nó cũng hại đó. Dạ, nhưng mà nếu mà bây giờ mình đi đến mình dâng cho chư tăng á, thì không biết rằng là cái việc này nó có nên làm hay không thưa sư. À, tức là cái yếu con mà ngoài ra những cái đồ khô mình không biết cái gì mà dâng cho chư tăng nó dễ. Dạ, thì thỉnh sư giảng dạy cái điểm này. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Phật Thà, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư Việt. Thường thường chư tăng là không có giữ được mấy cái loại vật thực quá hạn đồ ăn, thành là quý vị cái đó thì không nên. Mình không biết chư tăng đi thì bình giờ nào, thường thì dễ lắm, buổi sáng đi thì còn nếu mình không có thì giờ không ấy, thì mình tới chùa đó mình làm phước để cho họ cần cái gì đó, thí dụ như họ sửa gì đó mình vô mình hỏi cũng được, không hỏi thì mình cứ làm phước để ủng hộ chùa làm cái việc gì đó, sửa chữa hay là làm gì đó thôi. Cái đó cũng là để dành cho chư tăng rồi ấy vậy. Chứ còn mình giờ mình không biết, mình mua mấy cái đó mình đưa nhiều khi là đúng ông sư mà ông đàng hoàng không có nhận đâu. Làm gì đưa ngoài dân ngoài giờ là ông không có nhận. Thứ nhất là mì là thuộc loại thức ăn, ông không có nhận. Dù rằng mì đó chưa phải bỏ nước bỏ đồ vô, họ không có nhận. Còn có những gì thì cũng nhận, nhưng mà cái đó mình cũng không nên làm. Ừ, tại chùa thì nó có nhiều cái việc cần thiết khác lắm. Thường á, bên chùa bên ấy là mình vô chánh điện thì mình không thấy thường của sư đâu, bên Thái hay bên miếng điện ít thấy không? Nhưng mà để trên cái chỗ cái xà la mà để sinh hoạt á, từ vô xà la mà sinh hoạt trong đó, nó thường có mười mấy cái loại thùng đó đặt. Tại sao mười mấy loại thùng đó, ví dụ như bây giờ mình cứ tới đó mình thấy cái chữ không ấy, mình hỏi người ta giải thích cho mình biết. Ví dụ như điện, ga, nước giúp chư tăng từ xa mới tới, giúp chư tăng sắp đi xa hoặc giúp chư tăng bệnh gì đó, thì mình muốn làm phước cái nhà nào mình cứ để vô đó. Đó, chứ không có cần thiết gì phải tìm ông sư ông độ đó, bởi vì mình ông sư bên đó tới giờ người ta đi học không ấy, ta ở nhà ta cũng lo học cho ta, đâu có không đâu, người ta đi vòng vòng để cho mình ấy. Ngoài trừ những vị sư mà những cái chùa nào nó có cái lan thâm, tức là cái nơi mà để thuyết pháp giảng đạo đó, ngoại gốc cây bồ đề gì đó, thì nó để mấy cái tòa cụ thì mình ngồi đó thì ngồi con sư ra để coi mình thắc mắc cái gì không thì những cái đó thôi. Nhưng mà thường mình đi sáng giờ rồi là đừng bao giờ nghĩ tới những cái chuyện đó, đó. Sáng giờ chỉ dâng được những cái loại mà ngã là cái độ chưa tăng xài đó, chỉ xài trong ngày hôm đó buổi sáng, hoặc là được một ngày một đêm, hoặc là được tuần, hay là được lâu đó. Thì những cái loại mà được lâu thường là thuốc thì này thì nọ, nhưng mình không biết ông sư bệnh gì mà nên mà cái vô trong cái chỗ mà cái khu xà la sinh hoạt đó, thì mình coi cái chỗ nào mình thích, ví dụ thích giúp những sư bệnh thì mình cứ để bỏ tiền vô đó, hoặc thì giúp những cái gì đó thì trong đó nó có hết rồi, chứ không cần không cần thiết gì phải tìm tới gặp hỏi gì hôm nay. Đa số bên đó thì những cái chùa đa số là nó không có nhà bếp, người ta có mua cái ấy đồ này kia sụp nó cũng khó khăn, cái đồ hộp đồ khô rồi ít lắm, thường mấy chư tăng ta cũng không có nhận, ngoài trừ những cái gì mà có thể có số điều kiện nào ta nhận thôi, chứ còn thì mình cũng đừng có nâng bày ra chi cho mệt. Tốt nhất là dân về đó, dân tới dân dụng bằng cách mình vô chỗ thấy tu xương nào mà nó phù hợp với mình thích muốn làm phước thì cứ bỏ vô đấy thôi, nó chứ không ấy. Còn không thì vô những cái trường mà cái chỗ mà cái chùa mình có trường học á, dạy về nắc thâm hay gì không xong á, tìm vô đó mình tặng 4-5 bộ sách, thí dụ hỏi bộ sách học hết bao nhiêu, hỏi văn phòng á, thì mình mua cái mình xin tặng cái gì sao cái gì nào sắp vô học đó, nhờ họ đưa dùng, mình chỉ mua để đó vậy đó. Cũng giúp thành ta được nhiều cái, bởi vì có những loại bây giờ thì nó không giống ngày xưa đó thì cái gì cũng free hết, nhưng bây giờ có những cái loại mà mình phải trả tiền, ví dụ sách vở này kia phải trả tiền thì mình có thể làm phước phần đó cũng được, gì đó cũng giúp đỡ cho mấy ông sư được. Nam mô Bích Thầy. Dạ,
Dạ, sa thú, dạ, con kính trường xin lưu tâm là giảng dạy những thắc mắc của con. Dạ, xin mời đạo tràng chúng ta quan hỷ giơ tay lên, hay là quý vị có thể test chat nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Dạ, sẵn đây mà nói tới vụ mà tiền bạc thì con cũng tỉnh sư giảng dạy, dạ, không biết không là chung luôn có hỏi chưa. Dạ, một cái chuyện nó cũng hơi lớn ở Việt Nam là có một cái vị thầy, à, ông bị lột y, à, nhưng mà ông lên, ông đứng ông xin thẳng luôn là cho ông giữ cái khu đất của ông, à, mà khu đó tới là 200-300 tỷ, và 200-300 tỷ thì một số tiền rất lớn. Dạ, thì ông làm chủ trì có 10 năm thôi, dạ, thì quý vị thấy rằng trong 10 năm mà kiếm được 200-300 tỷ, và ông xin giữ cái số tiền đó. Thì thỉnh sư ở đây giảng dạy là cho Phật tử chúng con hiểu rõ là cái vấn đề một cái người mà khi bị lột y thì bởi vì đứng tên đó thì mình đứng tên đời thường, à, tức là mình không có đứng tên là sư này sư kia, thầy này thầy kia, à, mà đứng tên đời thường thì bây giờ mình có thể giữ những cái đó mà theo như trong vấn đề là nhân quả đó thưa sư. Dạ, chứ con không hỏi về pháp luật thì nó mỗi quốc gia nó mỗi khác. Vấn đề nhân quả là cái người mà tu hành mà bị lột y đó thì có được giữ cái tài sản gì của mình hay không thưa sư. Dạ, con kính thỉnh sư giảng dạy điểm này. Nam mô Bổn Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Mình bị lỗi quy hay hoàn toàn gì đi ra tay không, không có gì của mình đâu. Nên nhớ chùa là tài sản của Chư Tăng chứ không phải là tài sản của cá nhân. Không có cái vụ đó. Thành ra khi mình làm ở Việt Nam có thể cái giáo hội không có cái giáo quyền, hay là cái giáo quyền nằm trong chính phủ thì có thể họ làm bậy bạ, nhưng mình nên nhớ đó. Ông sư người tu sĩ đó vô tay không thì đi ra phải tay không, chứ không thể nào vô rồi ấy rồi nói cái này tôi kinh doanh kinh đồ, cái chuyện đó không quan trọng. Bởi vì của đó là của tăng chứ không phải là của cá nhân ông đó, của tăng. Mà của tăng thì ông sư đó mà ông đi ra hay là ông chết gì đó thì chưa tăng họp lại để xem sử dụng tài sản nó như thế nào, chứ không phải là ông đó ông xin đi sát theo thì không ai có quyền cho cả, không ai có quyền cho cả, chứ tặng họp lại để cái đó, nghĩa là sau 7 ngày rồi sau ngày cái người đó hoàn chết hay hoàn thục gì đó thì mà họp lại để coi cái đó là chia ra cho chư tăng, chứ không có cái nào mà cá nhân xài được. Thì có thể là có những cái nhiều chỗ ta cho bốc thăm, còn những cái nhiều chỗ thì tùy theo. Còn cái gì mà thường thường là về tài sản tiền bạc đó là thuộc của giáo hội hết, chứ không phải của cá nhân đạo đó. Thành ra cái chuyện mà xin cái đó là không có đúng, bởi vì tài sản là của chư tăng nhưng mà tài sản của một người nào cả đó. Thành ra, nhưng mà quý vị nên nhớ là đa số các tu sĩ thường tu với não trạng nô lệ, mấy anh chạch cái thứ làm theo mấy anh chạch thì vô là thấy cái tên là trụ trì tưởng chùa của mình là làm bậy làm bạ. Thì cái chuyện đó là cái chuyện chạch nó làm mà mình bắt chước thì thôi, chứ còn theo luật của Đức Phật thì không có được quyền vô rằng có giấy nữa đi ra với đi ra tay không, chứ không có được nào mà nói của tôi đó, không có gì của tôi, cô tăng không có gì của tôi đó, của tôi cho được. Nam mô Thầy Dạ. Dạ, sa thú, dạ, con kính trang sư Liễu Tông. Dạ, sẵn đây thỉnh sư giảng dạy để cho hàng Phật tử chúng con biết cái cách để mà mình đi chùa. À, khi mà mình đến chùa đó thưa sư thì mình phải xả tài, dạ, không ít thì nhiều. Dạ, à, thì giống như con bữa là con đến cái miễu máy đính gì đó, dạ, thì có mua vé thì con không có, nó cũng có thùng phước sư nữa thôi chứ, dạ, nhưng mà con không có bỏ, bởi vì mình nghĩ là mình mua vé thì cũng sòng thẳng rồi, dạ, tức là cái vé là do anh định đoạt cái giá, dạ, thì tôi đã mua vé thì không cần nhất thiết phải hùng thêm cái gì, à, thì con không có bỏ vào thùng phước xương, dạ, nhưng mà con thấy có nhiều Phật tử người ta cũng bỏ vào thùng phước xương, dạ, thì ở đây tỉnh sư giảng dạy người Phật tử chúng con làm sao mình đi chùa, và dạ, thì chúng ta nên
làm như thế nào đó để mà cái đồng tiền của mình cho nó có giá trị một chút đó thưa sư. Vậy đó là giống như mình làm cũng cực khổ, mua gánh bán quân mà mình cứ nhà thấy cái thùng phát xương mình cứ đút vô, mà mình không biết rằng đây là mình cá nhân thí, tức là mình cho cái người chủ đầu tư của cái nơi đó, tức là không phải là mình không dính gì tới tam bảo cả. Dạ, thì thỉnh sư giảng dạy để người Phật tử biết cái cách để mà tương lai mình đi chùa đó thì mình làm cho nó tương nó đúng. Dạ, chứ nếu không thì mình cứ nhà cứ thấy thùng bước xương, cứ thấy ở dưới ông Phật là mình cứ bỏ vào. Dạ, mà mình hoặc là có nhiều cái nơi là họ để những cái bàn lớn đó rồi họ bỏ cái chữ Tàu lên, mình cũng chẳng biết là thờ ông nào. Dạ, rồi người ta cũng cắm đầu đứng giái là quỳ lại tùm lum hết. Dạ, thì nhiều khi con dòm những cái đó con thấy nó cũng có vẻ như là nó cũng hơi ngộ, nghĩa là mình giái mình không biết mình giái ai. Dạ, vậy thì, rồi mình lại cũng không biết mình lại ai nữa. Dạ, thì thỉnh sư giảng dạy điểm này để người Phật tử đi chùa có một cái làm cho nó tương nó đúng vậy. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Cho Quý Vị. Bây giờ thì thật sự đa số bây giờ thì các chùa nó không có giống như thời Đức Phật, cũng không giống trong kinh điển, là nó khó khăn. Chứ thật sự ra đó, đúng nguyên tắc là tu sĩ giống như sư Lưu Tông mà không có lên tiếng được cái gì cả. Nhà sư là dùng cái thân để sinh, không có dùng cái miệng. Nên mà ông kêu gọi tiền bạc hay kêu gọi cái gì ra đều đặt hết á. Nha. Ông sư lên tiếng không được bất cứ chuyện gì. Đó. Mình đứng đó mình im lặng mà người ta ra hỏi thì mình trả lời, còn không hỏi thì đi chỗ khác. Thành ra cái chuyện mình tới chùa đó nó có cái ban hộ trì trong đó. Nghĩa là đa số người đời ở Thái thì chúng tôi biết đa số người đời. Ông sư là chỉ giống như là buồn nhìn để ngồi coi sư thâu rồi vô chứng minh để cho nó đừng có thất thoát tào lao thôi. Cho mình vô mình hỏi nó dễ lắm, bởi người thế vô hỏi là tôi muốn làm phước chùa này ở đây cái cần có những cái gì thì mình có làm phước rất là dễ. Nên. Chứ còn cái chuyện cái thùng phước xương đó rất là nguy hiểm, bởi vì mình không biết ai giữ cái thùng phước xương. Mình tưởng mình cúng chùa chưa chắc. Đó. Thành nó muốn cái phước mình có, mình làm đúng thì nó mới có phước, chứ mà làm nhiều không đúng là về vài bữa sau mình nghe lại nó không, cái chùa nó để gì chứ thùng phước xương nó của ông nào để vô chứ đâu có, cái đó đâu phải chùa, đâu có thùng phước xương. Nên mình về từ sáng tới chiều mình lo mình sân, dù mình bỏ tiền vô đó thì cũng đúng rồi, đủ mất hết vốn rồi. Thành ra trong đó thì ở bên Thái thì những cái nó đều có đó, chứ không phải không. Nó để cho mình biết thì bây giờ mình muốn chắc chắn là vô mình nên hỏi, mà hỏi cái bạn mà quản trị cái bạn hộ tự đó, hỏi ở đây thường thường là cần thiết những cái gì, hỏi cái sự sinh hoạt của họ, rồi mình đức tin mình ở chơi cái chiều nào thì mình làm phước cái ngã đó thôi. Nên. Chứ còn mình không biết thì không nên làm, không biết thì không nên làm. Mình không biết thì thay vì mình đi vô chùa đó mình đi, vô mấy cái gì dưỡng lão để mình thùng phước hay giúp mấy người già bệnh tật trong đó, mình đi vô mấy gì trẻ mồ côi mình giúp thì vậy đó, thì nên phước nó có thể nó không nhiều bằng mình cho người có giới, nhưng mà ít nhất mình chắc chắn là cái đợt cái phước nó tới mình. Không, mình vô giống như cái miễu quay đến Quỳnh nói nãy đó thì mình có bỏ thùng phước gì đó, nó không phải là mình làm phước cho tăng cúng đâu, mà làm phước dài đó, cái đó là chuyện của mình từ lỗ chia lỗ thôi chứ không quan ấy rồi. Nó với điều kiện nào đó mình biết, thí dụ như bây giờ mình giờ tới cái đó vô hành chùa để chùa đàng hoàng, nhưng ông sư cũng kêu gọi phải làm này cái đó đó, mình cũng nên lui ra đi, bởi vì đó không có đúng cái chức năng của ông sư. Ông sư là học pháp, hành pháp và hoằng pháp, chứ không có cái vụ mà làm gì đó. Còn cái chuyện mà xây chùa xây cửa này kia là chuyện của cư sĩ nữ, nếu mà đúng cách đó là chuyện của cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chứ không phải là chuyện của ông sư. Bởi vì coi từ xưa tới giờ, từ thời Đức Phật tới giờ, có chỗ nào mà ông sư đi ra mua đất mua điện xây chùa không? Có cư nam cư nữ nó có thì dân có thôi, hay vô rừng ở. Chứ còn cái chuyện mà ấy là làm càng ngày nó càng, nghĩa là
Mình nên nhớ một chuyện rất là quan trọng là mình nếu không còn tôn trọng giới lực của Đức Phật đặt ra thì giáo pháp đã suy đồi ở trong cái cộng đồng đó. Mình nhớ chuyện đó, phải giữ. Nghe thì cái luật lệ đó là cái luật mà chế định của Đức Phật mà đặt ra còn thì cái giáo pháp kể như còn, mà nó mất lúc nào là kể như tiêu lúc đó. Nên là mình đừng có tiếp thay để mình xây thêm một cái viên gạch. Đó. Xây thêm cái viên gạch cho sự suy đồi của giáo pháp. Thành ra nếu mà muốn làm phước là nhiều phải lựa những cái chỗ cho nó tương đối chứ. Làm đúng theo giới luật của Đức Phật đã giáo truyền thì nên làm. Còn mình không chắc thì mình phải đi hỏi. Giờ hôm đó mình hỏi. Đó. Còn giờ bên Thái thường nhiều người ta đi du lịch ta không biết chùa chiền, ta vô mấy chùa mà giàu á, ta không thấy, ta vô mấy cái chùa mà nó có trường học á, trường ta nó để trường học, ví dụ như là dạy gì gì cho chư tăng này kiêm sùng đó, thì họ vô họ không phước, để in sách in gì đó để cho chư tăng có khóa học đó. Chứ không có mà đi vô làm giống như gái đó, chứ còn mình mà không ấy thì cái bây giờ đa số là cái kêu gọi rồi chứ Phật tử không biết cần cho nam cần nữ, gọi Phật tử thì hơi buồn nha, cần cho nam cần nữ không biết là cái hùng tiền góp cho ổng, gọi là nhất tự di sư đó, nghĩa là ông sư cũng ở chùa thôi, mở vài bữa thấy không ai đói hoài tới mình cái ông bán chùa bán tự vi sư thì cũng như không, phải không? Mà ở Mỹ ra thiếu gì, lâu lâu mấy ông thầy vẫn chưa bán chùa vậy đó. Bởi vì ngoài thèm hộ độ thấy cái tư cách của mình là ngoài tư cách của tu sĩ là gì, giới phải giữ định phàm trời phải tu. Mình vô mình muốn làm phước là gì, không có nên quan sát người ta có giữ giới không, định ta có hạnh không, tệ ta có tu không, vô hỏi định cũng biết, vô hỏi thiệt minh sát là gì cũng ngó thôi, thì cũng nên tránh xa đi. Để tiền về mấy trường đọc chỉ dạy chư tăng ở Thái ở Miền Điện vẫn có phước nhiều hơn. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ sa thú và dạ, con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, sám hối với cô Kim ha. Không biết sao cái máy này cái âm thanh nó lớn quá. Dạ, mình tâm ráng nói nhỏ nhỏ rồi đó chứ. Không biết sao nó vẫn nghe lớn nha. Dạ mời quý vị nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Dạ hồi nãy giờ không biết có vị nào boss lên câu hỏi gì lên không, và có vị giơ tay không ạ? Dạ xin mời quý vị quan hỷ giơ tay lên để làm bài học cho đạo tràng. Dạ không ai hỏi mình tâm hỏi tiếp nha. Dạ thưa sư, trong cái vấn đề mà cái người Phật tử chúng con khi mà đi du lịch đó thưa sư, dạ thì mình đến nhiều cái nhà hàng, dạ thì có những nhà hàng á họ có để những cái hồ những cái hồ mà gọi là cá nó lội trong đó, dạ. Rồi nhưng mà người Phật tử ví dụ như bản thân con đó thì mình cứ coi theo trong cái menu là cái thực đơn, dạ, mình coi trong thực đơn đó, mình kêu thôi, dạ, thì thật sự đó mình cũng không biết rằng là ở trong đó là người ta sẽ làm cái con sống với con chết, thì thật sự mình cũng không có biết, dạ, thì mình làm như vậy thì con thỉnh sư giảng dạy là nó có hợp với lại cái giới luật hay không thưa sư? Dạ, tức là bây giờ mình người vô rằng cái nhà hàng đó thì nó có những hồ cá mà thật sự mình cũng không biết là người ta bán cho mình cá sống hay cá chết hay là cá sình gì cũng chẳng biết. Dạ, thì mình cứ theo trong thực đơn mình kêu rồi mình ăn. Dạ, thì như vậy thì nó phạm vào cái chi phần nào trong giới luật hay không? Dạ, con cứ thỉnh sư giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, giới luật mỗi giới nó đều có những cái chi của nó. Thật sự mình không biết, mình không chắc chắn thì mình đừng kêu món đó thôi gì đâu. Dù mình thấy nó rau tôm mấy rồi mình không chắc chắn thì đừng kêu. Chứ còn thường thường nữa là cái đó nó dành cho người nào chỉ vô nó mới bắt ra. Chứ còn không thường nó không có làm đâu. Thành ra đa số là mình ăn gì cũng an toàn, bởi vì mình không có tác ý để giết thì không sao. Nhưng mà có những cái nơi mà nó ấy gì đó vô cái mình chỉ này kia em sùng rồi cái đó mới phạm.
Còn nếu mình muốn cho mình lỡ ăn rồi mà mình nghĩ chắc là mà nó lấy cái này ra thì mình ra mình chỉ đại con cá nào đó cái mình đi phóng sanh nó chứ mình không phóng đứa sao nó cũng chết thôi đó. Đó là trường hợp cái gì nào muốn phóng sanh nó vô với cái hồ đó, đó cái hồ nó rộng đó, đó chỉ con đem ra họ mày hỏi chỗ đàng hoàng nghe, hỏi cá này cá nước mặn nước ngọt chứ còn ấy, chứ còn quý vị ra mua mấy con cái chim mấy cá gì người ta nuôi đó cái mình đi đi thả mình gọi phóng sanh cái đó là trật lách. Cái đó chỉ là thả tự do cho trả tự do cho nó thôi chứ không có phóng sanh. Phóng sanh là mấy con đó đó trước sau có người vô chỉ rồi cho nó vô chảo nước sôi đó thì mình vô mình mua một hai con vậy đó mình đi thả cái đó gọi là mới gọi là phóng sanh. Bởi vì nếu mà mình ngày đó nó không ai chưa chắc nó sống tới ngày mai biết chắc chắn vậy rồi thì thả là phóng sanh. Thành nó muốn phóng sanh là làm cho nó trúng chứ đừng có đi ra ngoài chỗ nó bán chim bán ấy dặn mua về phóng sanh cái đó không phải. Cái đó chỉ thả trả tiền cho nó thôi chứ rồi nó nhiều chỗ nó còn gian lận nó nuôi bằng mấy cái thuốc phiện đó thả ra bay ngọn bay về chỗ cũ à để nó có ăn mấy món đó không như không như mình giúp cho mấy ông mà tàu lao đó nuôi mạng không có nên mua phóng sanh rồi làm cho đúng vậy đó. Còn mà vô mấy chỗ đó mình nếu mà mình không có chắc chắn thì mình đừng có vô vậy thôi. Nhưng mà thường thường không mình không chỉ nó không có ấy ra nó cũng có cá sẵn cá đông lạnh gì cho mình chứ không có sao vậy cứ tỉnh bơ ăn đi chứ gì đâu nghĩ tới nghe luôn cho mệt không mua cái thề á. Dạ xin mời quý Phật tử chúng ta tiếp tục nêu những cái thắc mắc của mình ạ. Dạ, không biết âm thanh nói nhỏ gì có nghe có đỡ rát lỗ tai không? Dạ. À, xin mời trong đạo tràng có thể quan hỷ giơ tay lên ạ. Dạ, không ai hỏi thôi để con hỏi tiếp. Dạ. Dạ, thưa sư thì nó có cái vấn đề là khi mà con hành thiền đó thưa sư. Dạ. Thì do cái lưng của con nó bị thương cho nên ngồi thì nó cũng không có tốt cho lắm và cho nên con hay thường gọi là nằm thiền và nhưng mà con thiền một chút nữa thì nó ngủ mất tiêu thôi chứ tại vì ở cái tư thế nằm á thôi chứ. Dạ thì ví dụ bây giờ mình hành thiền mình không cần phải ngồi ở cái dạng xếp bằng mà mình ngồi ghế mình dựa thì như vậy nó có được hay không thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư giảng dạy chỗ này. Nam mô Bố Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Mày Gia Kính Thưa Chư Quý Vị. Mình nên nhớ là thiền là công việc làm của tâm chứ không phải công việc làm của thân. Thành nói chuyện đi đứng nằm ngồi đó là cái phương tiện để cho cái tâm nó an vui để nó quan sát đối tượng ràng thôi. Thành nên ngồi kiểu nào cũng được đó. Ha. Chứ không phải là phải ngồi kiết già gì ông sùng nói cái đó là nói chuyện nhưng mà cái đó anh hỏi nó đúng hay không thật sự nó chỉ đúng một vài người thời cho nó không đúng. Thí dụ như bây giờ đó có cái cô đó tháng tới cô ra nhà thương tự vũ mà vô ông thiền sư mới phải ngồi kiết già mới được thì bảo đảm nếu ông thiền sư là ông sư mà ông đi bác không có ăn bởi vì mà đa số mấy cô đó cái đại bác cho ông sư nhiều nó thành nó ngồi ghế cũng được không sao ngồi sao miễn mà nó thoải mái để cái tâm mình nó được thoải mái nó quan sát cái đối tượng mà phù hợp với cá tánh của mình mà thôi đó. Đi đứng nằm ngồi đưa tay giơ cẳng vậy đó đều là phương tiện để cái tâm nó làm việc chứ không phải đó là thiền. Không phải ngồi là thiền, không phải đi là thiền, đứng là thiền, không phải. Thành ra cái chuyện đừng nghĩ là phải ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi gì, ngồi ghế cũng được, không sao. Còn nếu mà nằm cũng được, nhưng mà đều tại vì nằm mình hay ngủ, nên mình gọi nằm. Đó. Thì mình nghĩa là đi cũng vậy thôi, đi cũng là thiền. Đâu phải là đi là không phải thiền đâu, ha. Ăn thua mình có biết cách thiền cho đúng mức hay không. Cái tâm mình nhìn quan sát đối tượng cái kiểu gì thì cái đó mới là quan trọng chứ không phải là đi đứng nằm ngồi nó quan trọng. Đi đứng nằm ngồi nghĩa là tứ quay nghi tiểu quay nghi gì đó nó chỉ là phương tiện để tâm nó làm việc mà thôi. Nam mô Bích Thầy. Dạ
Bữa nay chắc đa số là đi dự lễ dân y rồi, thành ra hơi vắng. Không sao, nó mô cái thầy ạ. Dạ, xa thủ với chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Điệu Tâm đã từ bi trả lời những câu hỏi của Huynh Minh Tâm. Dạ, năm mô bích thai dạ. Dạ, con có một câu hỏi được bi em qua. Dạ, con xin phép được hỏi Ngài. Dạ, có một vị sư ngoại quốc nhờ con. Con đây là một vị cư sĩ á, Bạch Ngài. Đưa đi viếng các chùa Việt Nam theo ngày giờ sư sắp xếp. Nếu con đưa sư đi như vậy có phạm luật hay không? Dạ, con kính nhân bích đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Không biết có đâu vị sư, vị thầy. Nếu là vị thầy mà cái người mà nhờ đưa là người nữ thì không nên. À, không nên. Còn là người nam thì không sao. Cái thứ hai, người đưa là phải biết giờ giấc để ông sư ông thọ thực rồi này kia bao nhiêu chuyện, chứ không phải là đi tới chừng nhớ là giờ này một giờ rồi cái mới giờ dẫn xuống quán hủ tiếu, rồi cái đó là càng không nên nữa. Thành ra nếu cái gì mà ông sư nào đó ông nhờ đưa đó thì là người nam thì được, mà là người nữ thì cũng không nên. Bởi vì ông sư mà đi chung với người nữ rất dễ phạm cái giới của mình ha. Thành ra thường là không có phải suy nghĩ cho kỹ. Cái thứ hai là giờ giấc nữa. Bởi vì chư tăng thì thường như là mình nói tu sĩ nói chung thì có nhiều cái hệ thống giữ cho tu sĩ nói chung là không được ăn quá ngọt, nhớ chuyện đó. Thành ra muốn đi thì giúp cho ổng, nhiều khi cái ngôn ngữ mà nó hơi bất động cái ổng muốn ăn trưa mà mình quên, mình nói trễ chắc không sao rồi, mệt ổng à. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, sư Tích Lan với Bạch Ngài. Sư Tích Lan nhờ người một nữ sĩ người Việt Nam đang đưa đi viếng chùa. Như vậy mình đưa vị sư này đi có phạm luật không Bạch Ngài? Dạ, con kính nhân mít đến Ngài, Ngài chỉ dạy thêm cho cái vị này được rõ. Nam Mô Bổn Thầy giá, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì chúng tôi nói rằng người nữ thì không nên. Bởi vì người nữ mà đi với ông, đi song song với ông sư đó có thể làm với ông sư bất tịnh. Bởi vì ông sư đó đi cùng với người nữ mà ở nơi khuất tai khuất mắt, hoặc là khuất tai hoặc là khuất mắt, hoặc là cả tai khuất mắt của người ấy đều có thể phạm giới được hết á. Nó rất là khó khăn chứ không phải giỡn đâu. Thành ra cái chuyện đó thì nếu là người nữ thì chúng tôi khuyên là nên nhờ người nam nào đó họ lo cho. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân Ngài. Dạ, Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, con có một câu hỏi cũng một vị BM qua cho con. Là ai trường hợp như thế này Bạch Ngài? Hai người bạn cùng nhau đi chùa, nhưng mà một người thì đổi y đi nhiễu Phật ba vòng, còn một người thì không chịu đổi y, nói ở cái xứ này mà đổi y thì kỳ quá. Và câu hỏi của con là trong hai người này, người nào đúng mình Ngài? Một người thì nói là đổi y đi nhiễu Phật thì cho có phước, một người thì nói là ở cái xứ này không có đổi kỳ lắm. Dạ, con Bạch Ngài, Ngài chỉ dạy hai cái vị này mình nên hành theo vị nào Bạch Ngài? Dạ, con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu hành cho đúng mức thì không nên, cả hai đều trật. Thật sự cái giờ ta bưng chứ chỉ có Việt Nam mới để đổi lên thôi. Quý vị này nhớ cái chuyện đó. Bởi vì cái y mà để dân y dân gì đó thường mình coi nó quan trọng, chứ thật sự nó không có quan trọng đâu. Nếu là ông sư nhưng mình làm cho nó rồng be, nó quan trọng đội đi tới lui chứ thường thường không có đâu.
ở Miền Điện, nếu mà vậy nào mới đi Miền Điện thấy cái vụ mà đi nhiễu Phật, đội nhiễu Phật nó không có đâu. Việt Nam qua rồi bài đặt xin với mấy ông cả cho đi nhiễu Phật thì chắc nó không có. Nó không có cái chuyện đó, không có chuyện mà đội đi vòng vòng. Mai mà mai mà mấy ông sư mặc y là tới ngày lúc đi đi được chứ. Chứ nếu mặc giống như mình Phật Tùng cái đó là đội cái gì đi là còn chắc còn kỳ nữa. Thành ra tốt nhất là nên bưng phía trước á. Còn nếu mà cũng kính trọng nữa thì đội thì cũng không sao, còn không đội thì cũng không sao, không có gì, cái chuyện nó không có gì quan trọng hết đó, không có gì quan trọng. Không có đội gì đó, thường thường là không có đội. Mà nếu có chùa nào mà họ làm cho đàng hoàng á thì họ chỉ bưng thôi, bưng ngay phía trước á, bưng trước tay á, trước ngực mình á, đi đi là đi từ cái nơi mà ấy rồi đi thẳng vô trong chánh điện luôn, chứ không có đi ít coi. Còn cái lúc họ đi đi nhiễu Phật, họ thường thường là họ chắp tay thôi, chứ họ không có mà rườm rà giống như mấy chùa Việt Nam mình đâu, không có rườm rà mấy đó đâu. Rườm rà cái là cái tăng sự mà lúc chưa tăng làm á thì mới quan trọng. Chứ còn mình đi cái đó là cái hình thức bên ngoài thì thôi, giống như thời Đức Phật á, thì người ta đi tới là bày tỏ sự kính trọng bằng cách ta đi xung quanh cái chỗ Đức Phật ngồi đi ba vòng vậy thôi. Ba vòng là theo cái thông tục độ xưa vậy thôi, chứ đâu phải cái đó Đức Phật đâu có bắt buộc gì đâu. Rồi mình cho này rồi ấy ra còn đổi tới đổi lui nữa, thành ra đổi cũng được không đổi cũng được, nhưng mà mình làm sao cái thân mình nó trang nghiêm. Chứ còn mình đổi rồi cái mình lâu lâu mình cứ sợ rớt rồi mình nhét qua nhét lại qua đổi, đó cũng không có gì hay hết. Đó, đổi cũng không sao, không đổi cũng được, không có gì trật hết đó. Nhưng mà cái thái độ để kính trọng cái mà mình sắp dân gì chứ tặng cái đó mới quan trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú. Dạ bạch ngài, vậy là mình đội không quan trọng, quan trọng mình có kính trọng cái y đó để lúc mà mình dâng chư tăng, phải không bạch ngài? Dạ ngài phải ngài dạy chúng con vậy, không con kính nhưng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, mình kính trọng cái gì cái gì sẽ nhận cái đó, mình trọng kính trọng cái Phật mình sẽ dâng tới cái vị đó, bất cứ là vật vị gì ra ngoài là cái y, bất cứ gì trong tứ vật dụng mà muốn dâng cho ông sư đó mình đều phải kính trọng hết đó. Chứ bởi vì đó là những cái vật trong sạch đó, tượng trưng cho cái người thọ nhận là cái người trong sạch đó. Đây như vậy thôi, thường thường bên Thái ví dụ nó vô nó muốn dân cái gì ở Miến Điện vậy, hoặc là bên Lào hay bên Miến vậy, là họ quỳ xuống họ bưng cái mâm để vô, chứ họ không có ôm cái mâm đi tới nơi rồi mới khung khung đưa cho ông sư, nó đó không có, họ quỳ xuống đi không à. Bởi vì họ kính trọng cái vị nhận và kính trọng cái Phật mình đưa tới cái vị đó nữa, chứ không phải là kính trọng cái vị đó không, mà cái Phật mình dâng cúng cho cái vị đó nữa, họ cũng kính trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con xin sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ con hiểu được lời ngài dạy rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con cũng người bạn cũng nhờ con hỏi thêm một câu. Dạ cảm ơn Quỳnh Minh Tâm. Nhật Quỳnh hỏi câu này xong Quỳnh Minh Tâm đỡ mít giùm Nhật Quỳnh một chút xíu ha. Dạ bạch ngài, có hai người bạn đi chùa với nhau, mà một người thì có tịnh tài nhiều, cúng dường nhiều, một người kia thì không có tịnh tài nhiều, không có tiền cúng nhiều, thì nói là rất ngại đi với cái chị đó, chị cúng nhiều tiền quá, mình không có tiền cúng mình ngại quá. Dạ bạch ngài, ngài chỉ dạy tụi con coi, thí dụ bây giờ khả năng con thì có 1 đồng mà người kia người ta có khả năng ta cúng 10 đồng thì mình hoan hỷ với người ta, chứ sao mình ngại phải không bạch ngài? Dạ ngài chỉ dạy con coi, mình không có tiền mình có nên đi chung với những người người ta có tiền nhiều ta cúng hay không, hay là mình ngại rồi thôi mình không có đi chung. Dạ con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy chúng con tu tập sao cho đúng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, thực sự ra trong 10 phương pháp làm phước, 10 cái điều để tạo phước báo đó, chỉ có điều đầu tiên bố thí mà là
đôi khi cần tiền, đôi khi không cần. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng. Nếu mình cái người mà dân cúng mà ỷ mình có tiền nhiều mà dân cúng vậy đó, thì cái tâm đó là không phải là tâm tốt rồi. Còn mình đi thì mình cũng đừng có giống như là cảm thấy thua thiệt người ta không. Mình tới đó cái gặp chuyện gì tạo phước báo được, mình cứ làm một trong 10 cái chuyện để làm đó. Mình tới chùa mình chỉ cần cầm cái chỗ mình quét cái lá cây rụng ngoài đường mà vẫn gọi là tạo phước như thường. Mình tới chùa mình thì xin giới mình tạo cái phước đó còn cao hơn cái phước bố thí nữa. Bởi vì trong kinh điển nói là cái ngũ giới là cái đó là đại thí chứ không phải là thừa thí thông thường. Tại sao gọi đại thí? Bởi vì mình ví dụ như mình không sát sanh, tức là mình bố thí mạng sống cho người khác gọi là đại thí. Đó. Chứ không phải là nó là chuyện nhỏ, nhưng mà thường mình coi chuyện nhỏ mình vô cái, bởi vì bây giờ thì đa số người ta thấy cái vấn đề mà tịnh tài là cái chuyện quan trọng để có thể xài được nhiều việc, là người nào có tịnh tài nhiều được ra được ưu đãi nên là người ta mới nghiêng về cái đó, chứ thật sự không phải. Bởi vì vô mấy cái nước mà theo Phật giáo truyền thống, có những nước giờ chưa tăng thông dưới tiền, bởi vì vô cái hộp tiền đưa người ta ngó người ta còn không dám cầm nữa giờ đó. Không lẽ là không có gì mà lấy đó. Nhưng mà quý vị vô ngồi xuống xin hỏi câu pháp, mấy ông sư cũng quan hỷ hơn nhiều đó. Bởi vì cái đó là cái quan trọng nhất. Nghe là mình vô đêm đồng tùy nghe pháp, tùy thời đạo luận pháp, cái đó nó còn quan trọng hơn những cái phước giống như bố thí hay là tùy hỷ phước báo này kia nhiều đó. Tại sao mình tùy theo chỗ, muốn đi cũng được, không đi cũng được. Họ làm gì kệ họ, cho mình ngó hả anh chị. Mình tới để mình tạo phước, mình không có tiền để mình bố thí thì mình dùng công sức của mình để mình dọn dẹp, giúp đỡ những cái gì mà chưa tăng trong đó cần làm, mà chưa tăng không có khả năng để làm những gì hơi nặng vậy thì mình có khả năng giúp đỡ thì cứ làm đó. Hoặc là mình thấy người nào đó làm là mình lại mình phụ xong là mình trả thú cái phước báo của người ta, nó vẫn tốt chứ cái đâu. Còn nếu mà không có sẵn có giảng sư hay thiền sư tới mình nói một vài câu pháp hay một vài cái trời đề mục về vấn đề thiền, phước nó vẫn nhiều hơn chứ làm sao mà nó thấp hơn phước bố thí được, thấy không? Thành ra tùy theo cái điều kiện, cái phương tiện lúc đó mình làm thôi, đừng bao giờ để ý cảm thấy thua thiệt người này người nọ, đi chùa có gì thua thiệt đó. Quan trọng là làm sao trong lúc trong thời gian ở trong chùa đó, cái thân của mình, thân tâm của mình nó được thanh tịnh, tiền pháp nó phát sanh nhiều, là người đó biết cách đi chùa. Còn đi chùa mà đi show up thì không nên. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, ngài đã chỉ dạy cho chúng con biết cách để tu tập. Dạ, bạch ngài còn câu nữa bạch ngài. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng quý vị chuẩn bị nha. Dạ, Nhật Quỳnh hỏi bạn Nhật Quỳnh một câu nữa. Dạ, bạch ngài. Người bạn con hỏi có một vị sư người Tích Lan mà biểu một người nữ, tức là Phật tử người nữ bạch ngài, để dạy xe như vậy có phạm luật gì không bạch ngài? Nếu mà cái người nữ này dạy lái xe thì có bị phạm luật với một vị sư không, hay là vị sư đó có bị phạm luật không? Nhờ ngài chỉ dạy dùm. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thà Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Lái xe đó là thuộc về không giới luật, không có cấm trực tiếp, nhưng thuộc về lâu cà quách trá. Lâu cà quách trá tức là lỗi người đời chê trách. Thành ở cái xứ mà ông sư lái xe không được thì mình lái, ông sư lái không được. Còn ở những cái xứ mà mình lái, ông sư lái xe mà thì người đời nào không có chê trách thì lái được. Thì bây giờ cái điều kiện mà ông muốn học lái xe, ông học ở đâu? Ví dụ nhà Tích Lan hay là Thái Lan, Miến Điện, Lào này kia, mình sống nó ông sư lái xe không có được thì mình dạy ông là trật rồi, thấy không? Là tùy theo điều kiện mà người nữ nữa là không nên, bởi lên xe mình ngồi mà cái chữ hai người đó, hai người là không khuất tay cũng khuất mặt như thường. Ở Canada vậy, ở Canada thì người ông sư ngồi cạnh người nữ khuất tay khuất mắt là không có được. Khuất lỗ tai là khuất mắt cũng được,
nghĩa là phải có người nghe nói, người người nghe được. Cho nên hai người ngồi xe rồi mình đồng ý là mình dạy, mình có thể mình không nói bậy, nhưng mà người ta nghĩ mình nói bậy là cái chuyện đó mình lỗ vốn hay sao, nghe không? Nghĩa là đụng tới người nữ thì không có nên. Và thật sự nói vậy đó, trong cái lực đối với ông sư là vậy đó. Nên là quý vị nào là người nữ tới gặp ông sư thì nên hỏi pháp hoặc tính pháp thôi, chứ đừng có rủ đi chơi đi chỗ này chỗ nọ, không có nên. Hai người đi đi gần nhau mà nghĩa là nơi khuất tai khuất mắt là không có nên. Nó không có tiện cho ông sư dữ lắm. Nam mô Bổn Tài á. Dạ sa thú cô Nhật Quỳnh và bạn của cô, và đã nêu ra những cái thắc mắc. Dạ xin mời quý vị tiếp tục giơ tay lên để đặt câu hỏi trực tiếp, chúng ta còn chưa tới 30 phút nữa quý vị. Dạ xin mời quý vị nêu ra những thắc mắc của mình ạ. Dạ, trong lúc mà không có ai hỏi, con cũng xin phép được hỏi thêm. Dạ, cũng mục đích là để làm bài học cho đạo tràng đỡ có trống vắng. Dạ. Dạ, thưa sư, ở những lễ dân y ở Việt Nam bây giờ, thưa sư, thì nó có một cái điểm mà con thấy cũng tốn rất là nhiều tiền, đó là trang trí những cái những cái hoa mà trang trí rất là nhiều, cũng nhìn nó rất là nhiều tiền. Và mà trong cái đó thì một cái đất nước thì nó cũng còn khá là nghèo, khá là nghèo, thì chúng ta có nên tiết kiệm ở cái đầu này để mà chúng ta tăng cường thêm cái phần thức ăn và cho những người mà ta giống như là đến chùa. Dạ, vậy thì có nhiều chùa thì cũng lại thức ăn thì lại không có đủ. Dạ, nhưng cái phần mà hoa quả mà trang trí thì con thấy nó hơi dư. Dạ, nó hơi dư. Thì biết rằng là mình dâng hoa thì nó tốt không phải là không. Dạ, nhưng mà với cái đất nước nó còn nghèo quá, thưa sư, thì cái việc này mình có cần phải chỉnh sửa hay không, thưa sư? Hay là mình cứ việc coi như là lòng càng đẹp thì càng tốt, và càng đẹp càng tốt. Con kính thỉnh sư giảng dạy cái điểm này. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự đó là do mình bày ra đó, chứ trong luật trong ấy đồ này kia không có làm gì đó. Trong luật ví dụ như bây giờ đó, mình quên minh tâm đi, muốn làm lễ dân y, nhưng mà quân minh tâm chỉ có tiền mua đủ cái nội thôi, tức là bên trong của ông sư sách lại là xin lễ để đi. Nếu ở đó chưa có thi chủ thì ông chùa đó phải nhận, dầu rằng không có tiền bạc gì cũng phải nhận, chứ không có cái vụ mà bao nhiêu tiền ở đó. Bởi vì cái đó là trong luật cấm ha, cấm đó. Chứ không phải là muốn làm gì làm. Tại ngồi giờ bây giờ đa số người ta theo cái truyền thống, bây giờ người ta không theo luật nữa thì mình không muốn nói gì cũng được. Nhưng mà nên nhớ những cái gì mà liên quan tới ông sư là vấn đề tiền bạc là thường thường là người không có dính vô. Đó. Thành ra như giống như bây giờ đó, ngay cái như Bình Thái đó, nhà vua, cái chùa vua, cái hoàng cung mà làm lễ ngay giờ chùa nào, chùa rậu lắm, bởi không có tiền. Chỉ có mỗi gì thôi. Đó. Còn ở ngoài thì sao, chỉ có bạc điệu không chừng. Đó. Đó. Nhưng mà cũng hơi nữa là ở Thái nó chỉ có 16 cái chùa đó là thường dân không được làm lễ nghi, chỉ có dân trong hoàng cung mới được làm thôi, vua hay là công chúa hay là mới được làm thôi, cho đỡ cái cho ra, chứ không mà ở chùa đó rầu lắm. Đấy, họ làm theo luật của ông sư mà không có tiền, chỉ có cái đem tới thôi. Đấy, nếu mà làm đúng là vậy đó, chứ không có cái vụ mà gì tùm lum hết tà lả đó. Ngay cái chuyện ăn cũng vậy, nên nhớ là ở bên Thái
cái khổ cái là ví dụ như bây giờ muốn ăn đó là cái thí chủ nó phải giàu, vô làm lễ nghi đó nó giàu, nhưng mà thường bên Thái chùa nó không có nhà bếp, thì bây giờ muốn muốn cho ăn sao thì họ phải ra ngoài tiệm họ mướn, mướn cái bàn nấu ăn ở ngoài cái nhà hàng nào nó có đó, rồi cái bữa đó nó chở vừa bàn ghế vô. Ví dụ mình nói khoảng 200 người thì chở ghế vô nấu ăn đủ 200 người thì chủ trả. Thì chùa cũng liên quan tới cái vấn đề đã ăn đó, đó. Chùa nghèo rất mong thời luôn mà làm gì chứ, lại ăn. Nhưng mà Việt Nam thì cứ bài ra vậy đó, thành ra nhiều khi cái tiền mình lên cao là vậy đó. Thấy cái tiền mình lên cao, quý vị hỏi những cái gì nào đi miếng điện mà làm lễ nghi thử biết à. Cái chùa tao mấy trăm ông sư làm cả buổi lễ nghi đó, tốn nhiều lắm là khoảng chừng 2.000 đô la tới 3.000 đô la thôi. Trong khi chùa Việt Nam nhiều khi làm cả chục ngàn đô la là sao? Đó, ta cứ vẽ ra vậy đó. Rồi Việt Nam lâu lâu được nghe nói chùa đó vào cái tới ăn xong còn tu gô nữa, cái chắc nữa đó. Rồi là nó mới tùm lum chuyện vậy đó. Chứ nếu mà làm đúng thời lực thì nghe nó rất là đơn giản, chứ nó không có gì rùm beng đó. Nghe chỉ cần một miếng y trong ba bộ tam y có ba miếng, chỉ cần một trong ba miếng đó mình làm để nghe già cũng được như thường, chứ không phải mà không có cần tiền bạc gì đó. Nhưng bây giờ thì mình nó dồn cái mặt mình mà thấy giống như mặt Minh Tâm này nó còn vết sơ, chứ không thì không mặt nghèo nghèo gì chứ tông chắc nó không dám nhận. Bởi vì ông đem cái y nội đó ông làm để nghe thì chết ba tở sao, thấy không? Nên là bây giờ nó không còn dính dấp gì trong cái chuyện đó đó. Thành ra những cái chùa nào về thì quý vị thấy nó giàu á thì quý vị đi kiếm chùa nghèo làm lễ nghi cho người ta cho nó khỏe đi, chứ đừng nói vậy. Chứ chùa nghèo gì thì tốn bao nhiêu tiền mà làm không đúng luật nữa. Chứ nếu mà tốn tiền làm đúng luật của Đức Phật thì cũng nên làm. Vậy nên nhớ chùa nào mà bây giờ vẫn còn giữ luật giữ ấy đàng hoàng thì nên hộ độ chùa đó, chứ còn cái chùa nào mà thấy nó hơi tào lao thì thôi kệ cho nó dẹp tiệm luôn cho rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ xa thủ còn thấy Huynh Minh Tâm chắc hỏi đã để góp nhờ phần cho đạo tràng. Dạ Huynh đã mất tiêu rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ xa thủ con kính tri ân lời và cảm ơn Huynh Minh Tâm lời giải thích của ngài với câu hỏi của Huynh Minh Tâm. Nhưng mà cũng khổ lắm ngài ơi, mình nói thì đúng luật là như vậy, nhưng mà bây giờ mà như ở Việt Nam đi, con thấy khổ một điều là tới cái mùa dân y là Phật tử Nam truyền rất là ít, rồi có bao nhiêu cái chùa thì cứ đi đâu thì Phật tử thôi, mà người ta mong được tại vì Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ có dân y thôi, đi chùa này chùa kia chùa nọ thì người ta rất là hoan hỷ, không phải là người thủy đi ăn mà người ta hoan hỷ tới. Như bản thân con nè, con đi tới cái chùa đó mà con nghe cái làm lễ mà nhận y đó thì con rất là hoan hỷ. Thành ra người ta không lẽ giờ Phật tử người ta tới chùa, thí dụ như một vị sư đi tới đó dự rồi một số Phật tử đi theo, không lẽ mình làm thí chủ mình cho người ta nhịn đói đi về sao? Và đường xá xa xôi mình cũng phải có cái gì mình đãi cho người ta ăn, nên chi phí nó nhiều là vậy đó mệt ngày. Còn cái chuyện dân hoa thì tùy theo thí chủ, người ta thích thì người ta kết hoa thôi, chứ đâu có chùa nào biểu phải dân hoa thế này thế kia. Bản thân con vậy, con thấy chùa Ngọc Đạt đi nằm lễ dân y, con cũng thích được mua hoa để dâng lên để lên bàn Phật, nhưng mà nhiều quá thì không phải là nhiều quá, nhưng mà ít ra nó cũng phải đẹp đẹp một chút. Dạ nó khổ vậy. Dạ nó mơ bích hai giá. Dạ có một người nhờ con hỏi bên ngài là thí dụ như ở Canada đó, ví dụ như có một vị sư nhờ một người nữ cư sĩ là để chở ra phi trường hoặc chở đi công việc gì đó, thì mình có nên chở hay không ngài? Còn nếu mình không chở thì không có người nam để chở thì cái vị sư này làm sao mình ngài? Dạ ngài chỉ dạy đời và đạo ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính nhân bích đến ngài ạ. Mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thì đưa cho ông cái bao thờ để ông kêu taxi đi.
chứ không sẽ gì nhiều chuyện vậy, phải đi người nữ mới được sao? Phải không? Ừ, thiếu gì bây giờ. Còn nếu mà ông không chịu đi taxi thì ông đi bộ đi chứ sao nhiều chuyện vậy. Nên nhớ vậy đó, mình không bao giờ mà nãy ông sư không có cái giới luật của ông, rồi cái gì dính dấp tới phụ nữ là cái giới luật rất là nghiêm khắc à, chứ không phải không đâu. Thì giữ cho cái tăng chúng được nó được trong sạch thì cái người nữ cũng nên biết mình phải có ông sư chứ không nên đấy, phải có khoảng cách à. Mà ông muốn đi phi trường á, kêu taxi cho ông đi, chứ có ai đâu. Tại sao phải nhờ người nữ để chở anh chị? Nó có bao nhiêu chuyện mình nên làm cho trúng để cho người ta thấy, người ta biết người này mới là cư sĩ Phật tử thứ thiệt. Chứ còn mình nghe người ta nói mình làm gì làm theo, tức là mình chết. Thì không có nên. Vậy cả thứ, chúng tôi nói thật, cái để cho người đa số làm, mình làm vậy là nó đại số bây giờ làm là nó không có đúng. Thành ra chúng tôi sơ đấy, quý vị sau này đó, nếu cô Nhật Quỳnh mà cũng muốn làm lễ nghi đó, mình nhớ cái chuyện này. Khi mình tắc bạch dân y đó thì những cái gì liên quan tới dân y là của chư tăng chùa đó mà thôi. Tu quyền mời cái ông sư chùa khác tới, ngoại trừ chùa đó không đủ chư tăng để làm tăng sự thì mới mời. Mà khi chư tăng tới làm tăng sự mời đó, thì cái thí chủ phải dự trù trước là dự trù cái gì? Ví dụ mình có 3.000 để làm lễ dân y đi, thì mình phải dự trù riêng 1.000 để dân mấy ông sư mà tới làm tăng sự đó, phụ làm tăng sự đó. Chứ còn cái tiền, tất cả tiền mà trong lễ không được quyền đưa cho ai ngoại trừ những người nhập hạ trong cái chùa đó mà thôi. Mình hiểu vậy nha, chứ không phải là nói là mình dân luôn, dân cho được. Quý vị là vô trong là năm điều, năm cái lợi ích của chư tăng được hưởng đó. Cái điều thứ năm là tất cả y áo và đồ phụ tùng thuộc về các chư tăng trong cái sĩ ma đó mà thôi. Thì mình là thí chủ, mình dâng rồi, mình dâng cho chư tăng ở đó, mình lấy rồi mình chia cho ông chư khác đâu có được, phải không? Mình nhớ chuyện đó. Nếu muốn dâng phải chuẩn bị riêng cái phần riêng, không có liên quan tới cái phần dân y hết đó. Mà những cái gì liên quan tới là chỉ có những ông sư trong chùa đó mới được hưởng mà thôi, và những gì sư khác ngoài mời tới không được hưởng. Mà muốn hưởng thì thí chủ phải móc tiền riêng ra, chứ không được lấy cái tiền mà đã cho chư tăng nhập hạ rồi. Chứ không phải là muốn là làm sao cũng được ha. Thành ra thường thường đó, chân nghi là chùa nào làm chùa đó, trừ phi cái chùa đó không đủ chư tăng làm tăng sự. Bởi chư tăng làm sự là cần tối thiểu với năm vị. Thì bây giờ mình phê, mình kêu chùa mình có 3 vị thì mình mời thêm 2 vị nữa là đủ 5 vị làm lễ ta làm tăng sự được rồi. Nhưng mà hai cái vị đó thí chủ muốn dân thì bóc túi riêng, chứ không được lấy cái tiền mà trong cái lễ dân y đó. Phải nhớ chuyện đó. Bây giờ cái tiền mà dùng cùng những cái phụ tùng mà trong cái cuộc lễ nghi mà mình vừa tắc bạch dân cho ông sư chưa tăng đó, chỉ thuộc về 3 ông sư nhập hạ trong đó mà thôi. Mình nhớ chuyện đó để cho nó đừng có lộn xộn rồi mai mốt mình mất phước nào mình không hay. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ con thấy ở mấy cái chùa ở Việt Nam thì cũng làm như ngài nói Bạch ngài, con thấy những cái tứ sự hoặc cái vật dụng gì đó thì coi như ví dụ như con nói chủ đức đi, thì coi như là khi đó thì những vị mà người ta tới người ta dân y thì những cái tứ sự đó thì để nguyên một đống vậy đó. Dạ, rồi quý sư ở trong chùa những vị nhập hạ thì tự chia nhau. Còn ví dụ như con là làm thí chủ đi, thì con làm thí chủ đó, là cái phần nào là con giao cái tịnh tài đó cho cái vị ở chùa đó, thì quý sư ở đó muốn đặt câu thơ, muốn làm như thế nào với những chư tăng khách thì làm, tụi con không có dính dáng gì vô hết á Bạch ngài. Nhà con kính tri ân ngài đã chỉ dạy, coi như là chúng con không có dính dáng gì vô những cái việc đó hết. Nhà gần ví dụ như mình để ăn thì cái phần trai tăng là phần trai tăng, còn cái phần mà mình đãi cho Phật tử là phần mình đãi cho Phật tử, nó rõ ràng. Dạ con kính tri ân ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, con kính nhân bích đến ngài ạ.
Dạ cô, hai cô Nhật Bình chưa hiểu ý sư. Ngay cả những cái bộ thơ giờ nó đi vô mình tính vậy đi, tất cả tổng cộng mình muốn làm lễ dân y đó là 2.000. Thì 2.000 đó đó không có được chia cho ai ngoại trừ năm ông sư, mấy ông sư nhập hạ mà thôi. Nó thành đã đưa cho cái đó, đưa đó đó là chùa giữ hoàn toàn. Sau khi mà xong xuôi cái lễ rồi muốn chia nhau chia, nhưng mà những ông sư được mời tới đó là phải xuất riêng ra chứ không được lấy trong cái phần đó. Nhớ không được lấy phần đó, bởi vì cái phần đó là chỉ dành cho mấy ông sư nhập hạ trong cái chùa đó mà thôi. Còn những ông sư khác tới để làm giúp làm tăng sự đó là thí chủ phải chi riêng, hiểu ý sư nói không? Tức là ví dụ như mình dự trù 2.000 cho cái dân y, thì bây giờ mình biết có hai ông sư khác thì mình phải lấy cái số tiền ngoài cái 2.000 mình làm, mình dâng cho mấy ông sư đó làm, chứ không phải là để mấy ông sư trong chùa chia ra rồi dâng cho mấy ông đó, không phải. Vì cái tiền đó phải là cái tiền mà dâng cho lễ dân y, là những cái phụ tùng đó chỉ dành cho mấy ông sư trong đó mà thôi. Còn mấy ông sư từ ngoài chùa ngoài khác tới làm ấy đó là muốn dâng là thí chủ phải dâng riêng, không được dính chấp gì tới trong cái tài sản mà mình dâng tới cái lễ dân y ngày đó. Đó, muốn dâng cho ông ta bao nhiêu tiền thì cái chuyện đó phải móc túi riêng. Thì sư kể chuyện sư như vậy nè. Hồi sư qua anh thấy đó, cái hại thứ ba của sư đó, hồi đó mình học chưa hiểu nhiều, thì có người ta mời đi dự lễ dân y, có ông sư mà ông tu với sư, ông tu trong chùa Phật Nam mời đi. Ông nói là người ta cần hai ông sư, thì ông với sư đi. Tới chừng đi ra tới nơi đó, thì thấy bên kia sao họ làm, trong chánh điện họ làm, họ tác bạch dân y, dân độ, ông chùm mà không ai mời mình vô, mình cũng ngạc nhiên lắm, không ai mời vô đó. Thì hai mời vô tới chừng họ làm xong xuôi cái hậu cho qua mời hai ông sư vô, hai ông sư vừa chánh điện là họ tụng tuyên ngôn để giao y liền, chứ không có dính dấp gì tới cái dân y, bởi dân y là thí chủ tác bạch đồ này kia xong xuôi hết rồi. Thì giờ cho hai ông sư, thì sau khi mà tụng tuyên ngôn xong á, mình xả thú xong cái mình tính đứng về về, thì ông cả ông móc hai cái bao thơ ra, ông đưa ông dâng cho ông sư kia ăn cái, ông dâng cho sư. Nhưng mà trong năm hạ đầu tiên mà sư mới tu sư nguyện là sư không có giữ tiền, thì sư mới nói là không nhận. Thì ông nói không phải, đừng hiểu lầm, cái này á, tiền này là tiền trong túi của ông móc ra chứ không có liên quan tới dân y đó. Bởi vì cái tiền dân y, cái đồ đạc dân y là chưa tăng chưa hợp lại để giải quyết rồi nó như thế nào thì không có móc ra, mà cái tiền này là tiền riêng của ông trụ trì ông cho. Thành ra sư mới nói thật ông là trong năm hạ đầu tiên tôi không có giữ tiền, là nếu mà ngài có lòng thì xin dâng lại chùa. Tức là muốn dâng mấy ông sư tới là phải móc tiền riêng, chứ không có được dùng cái tiền trong cái cư sĩ làm lễ chứng y. Ý sư là sư nói vậy để cho quý vị rõ vậy đó. Bởi vì khi mà tác bạch rồi, cái lợi ích của cái lợi ích thứ năm á là gì? Là tất cả những cái gì liên quan tới dân y là đồ phụ tùng đó dành cho tất cả cho những chư tăng nhập hạ trong chùa đó mà thôi, chứ người ngoài không có liên quan hết á. Mình mời tới thì mình phải chi, chứ là không ăn thua gì tới thí chủ. Còn mà thí chủ mời tới thì thí chủ phải chi riêng, chứ không ăn thua gì cái tiền mà dân y đó. Nha, cái tài sản mà dân y là chuyện riêng, chuyện thuộc về chùa đó rồi. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ sa thú con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Dạ cho nếu mà ngài nói vậy ngài cho con hỏi một câu, thí dụ như là con làm thí chủ đi. Dạ ví dụ như con làm thí chủ chùa Ngọc Đạt đi, thì con chỉ biết là con vào cái phần của con nhờ là khả năng con có 5.000, 3.000, 2.000 gì đó, thì con sẽ vậy bạch với ngài Trí Đức, rồi con xin làm thí chủ. Rồi những cái việc gì ở trong chùa sắp xếp như thế nào, làm sao thỉnh mời chư tăng là ở ngài Trị Đức, con không có dính dáng gì vô hết. Và bạch ngài như vậy là có đúng không, hay là con phải làm sao bạch ngài, con kính nhân bích đến ngài ạ? Mà mô với thầy gia kinh bạch chiều tàu này, dạ kinh thưa chủ gì, cái đó đúng, nhưng mà với điều kiện là ông trụ trì, tức là cái người đưa gác tới nó phải chi cái tiền để dân người ta, nếu muốn dân. Bởi vì khi mà mình tác bạch dân đi xong, cái lễ nó chưa tan,
Bởi cái lễ đó sau khi tan hàng xong xuôi, ai nấy về chỗ nấy rồi đó, ông sư trụ trì với mấy cái người mà nhập hạ trong chùa đó mới họp lại. À, bữa nay là mình được bao nhiêu đây, thì quý vị muốn nhận y lấy gì lấy rồi lúc đó mới chia ra. Không? Chứ còn còn khách ở đó mà chưa hết, mình là tức là chưa quyết định cái số tiền nó làm như là giải quyết như thế nào rồi tự nhiên cái móc cái đó mình đưa cho mấy ông sư ở ngoài tới sẽ được. Phải không? Ông muốn mời mấy ông kệ ông. Nhưng mà tiền đó là tiền chùa riêng của ông chứ không được cái tiền mà lấy trong cái tài sản của lễ dân y bữa đó. Nhưng mà sau khi họ quyết định gì xong xuôi ngày mai có mời ai đó thì lấy được, nhưng mà trong lúc đó là không được, tại vì cái tiền đó là chưa có quyết định là tài sản của chùa bao nhiêu, tài sản của chư tăng bao nhiêu, thì cái đó vẫn là còn của chung, thì làm sao lấy của chung mà đi cho người ta được, phải không? Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính lãnh lễ thiên ân ngài ngài đã chỉ dạy cặn kẽ cho con hiểu được ạ. Dạ, để con làm cho nó tốt hơn. Dạ, Nam Mô Bích Hai giá dạ, dạy Như Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Mời bàn tay hoặc mời những câu chết chát ạ. Dạ, đồng hồ Như Quỳnh chỉ còn có hơn 10 phút nữa thôi quý vị ơi. Hôm nay quý vị không có câu hỏi gì hết, có Quỳnh Minh Tâm vô cứu bồ, chứ không thì một mình Nhục Quỳnh hỏi hoài chắc chết quá. Dạ, kính mời đạo tràng. Đạo tràng quý vị sao mà im ru vậy, không có câu hỏi nào hết. Dạ, hôm nay đạo tràng ngủ thiền hết rồi bạch ngài. Dạ thôi con cho con hỏi, chắc có lẽ là câu chót đi. Dạ bạch ngài, con có một người bạn đạo với con nói hỏi con cái này mà con không biết trả lời sao, tại vì con đã hỏi ngài rất là nhiều lần cái câu này rồi mà bây giờ người ta hỏi con không biết trả lời như thế nào. Là người ta nói thí dụ như bây giờ ở Việt Nam đi, có những vị gọi là đắp y như là ni sư chứ không phải là đắp y tu nữ. Dạ, rồi những vị này thuyết pháp này kia, thì cái người đó hỏi con là nếu mình là một người Phật tử năm truyền, nếu mình đi nghe những cái vị đó thuyết pháp rồi mình ủng hộ này kia nọ, vậy mình có tiếp tay để mà cái giới luật của Đức Thế Tôn bị giống sao ta, như bị một cái gì đó con không có tả được, nhưng mà chắc ngài hiểu, có nghĩa là bị cái lực nó bị cong queo đi đó bạch ngài, như vậy là mình có tội không bạch ngài? Ví dụ giờ mình theo cái vị đó, mình nghe cái lời cái vị đó nói pháp rồi mình cảm thấy là hay là đúng, nhưng mà cái người hỏi con nói người ta không biết hay đúng gì hết á, nhưng mà người ta cảm nhận là nếu mà mình theo những cái đã cãi lời Đức Phật, con cứ kính Nam Mô Phật Thầy và kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái chế độ Tỳ Cô Ni không còn trong hệ nguyên thủy nữa, nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ vậy đó. Nhưng mà đúng ra nếu là Tỳ Cô Ni thì cũng không được quyền thuyết pháp nếu ở khu vực đó có chư tăng. Đó là lúc quý vị không tin thì quý vị cứ lấy cái bộ lực của Tỳ Cô Ni ra thì quý vị thấy rất rõ ràng. Tỳ Cô Ni mà muốn nghĩa là phải mời hàng ngày mời thỉnh chư tăng và được chỉ định qua để thuyết pháp cho Tỳ Cô Ni nghe hoặc dạy cho Tỳ Cô Ni. Thì Tỳ Cô Ni là không có, không theo luật là không được làm gì cả. Nhưng bây giờ không biết họ theo cái chiều nào thì chúng tôi không có biết. Nhưng mà quý vị nào mà có coi lịch sử thì biết tại sao mà chúng tôi nói là truyền thống Tỳ Cô Ni ở không còn. Thì vào thế kỷ thứ 10 đó, là nhớ vào thế kỷ thứ 10 đó, ở Tích Lan á, thì có cái triều đại bị giống như xâm lăng ở ngoài đó. Đó thì cái triều đại đó vào thế kỷ thứ 10 bên đó là cái tạo mà nó ủng hộ cái chính quyền đó đó là nó thờ thần giáo gì đó, thần từ giống như Hindu bây giờ đó.
Thành ra khi mà trường này nó cai trị đi Tích Lan tới hình như gần gần 80 năm đó, thì làm cho tất cả những cái này là nghĩa là cái hệ thống mà nghĩa là từ cho tới đi tiêu hết á, tiêu hết. Hồi đầu tiên thì bên Tích Lan có Tỳ Kheo Ni, cái phái đoàn của nữ thánh Sàng Ca Mít Tạ đi theo đó thì có, nhưng mà tới chừng bị khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 11 đó, bị cái đám nó làm cái là tiêu hết, tiêu hết. Thì cái đó thì nó cái mấy cái vua sau này đó mà mới lên lại đó, mới mời những cái vị tỳ kheo từ bên Miến Điện bên ấy để làm lại cái hệ thống đó. Đó, hệ thống đó. Nhưng mà rất tiếc bên Thái, bên Miến Điện bên đầu là họ không có Tỳ Kheo Ni từ đầu rồi, tại nó họ đâu có đem Tỳ Kheo Ni vô qua đâu. Còn cái Tỳ Kheo Ni mà bên Trung Quốc đó, theo lịch sử mà nó nói đó, thì ở bên theo lịch sử của Tích Lan thì nó cũng có, nó có vậy nè, là cái đám đó đó là đi từ bên 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 Ấn Độ qua, nghĩa là thuộc đại thừa, mà đại thừa Ấn Độ đó, các Tỳ Kheo Ni ấy là cái nó gọi là cái phái là Phái Giá Khi Ri là nó truyền qua ở bên đó. Nhưng mà khi mà Thái Lan mà nó mời mấy cái nước khác qua làm mạnh lại, thì ông vua Tích Lan đó là đuổi hết cái đó, mấy cái đám nó mới chạy qua Tàu, tức là cái gốc nó vẫn là Bắc Tông chứ không phải là Nguyên Thủy đó. Thì những cái chúng tôi lúc trước chúng tôi có một số cái tên quyển sách mà sau này chúng tôi không có ấy, không có ấy, thật là không có nhớ. Để khi nào chúng tôi tìm thấy chúng tôi sẽ cho quý vị tên mấy quyển sách đều, quý vị sẽ coi sẽ biết tại sao mà Tỳ Kheo Ni không có. Đó, thành ra khi mà họ nếu mà bây giờ mà muốn tái lập lại là phải có chư tăng của thế giới kìa, mà chư tăng thế giới chưa đồng ý cái đó. Nhưng mà nên nhớ là nếu mà muốn tu là phải theo luật đàng hoàng chứ không ấy. Luật từ đó là đã cấm rồi, cấm nhiều chuyện lắm. Thành ra có lẽ là luật của Tỳ Kheo Ni nó khó khăn quá, là Tỳ Kheo Ni giữ không nổi mới tiêu rồi, chứ không có gì đó, rất là khó khăn, khó nhiều chuyện lắm. Ví dụ như trong một số cái chuyện, ví dụ đi qua đò không được quyền đi qua đò, mà xưa không biết cái dân Ấn Độ tào lao là còn cũng vậy chứ, nó hồi xưa nó là không có cho Tỳ Kheo Ni đi đò bao nhiêu chuyện đó. Thành ra ở đâu ở chỗ đó phải có sự bảo hộ của chư tăng này kia, dùng rất nhiều chuyện. Thành ra cái đó là một trong những cái mà làm cho Tỳ Kheo Ni là không có còn tồn tại được. Nhưng bây giờ không biết bên Tích Lan vào năm 98-96 gì đó, không mời cái đám Tỳ Kheo Ni của Bắc Tông qua để làm để phụ, để cho Tỳ Kheo Ni xuất hiện trở lại. Mà quý vị cứ nghĩ đi, một cái bà Bắc Tông khi đẻ ra cái bà Nam Tông đủ được, thấy không? Thành ra đó là lý do tại sao Thái Lan mới điện nó không công nhận là vậy đó. Chỉ có một số cái chi nhánh của Tích Lan với của là Việt Nam là nhận rồi, chứ còn cái đó có gì thấy kỳ không? Giống như nào ở Cali biết là Đài Loan qua lên Mỹ đẻ con là người Tây, cái gì biết. Nếu mà khi nào ở Cali biết là tại sao chúng tôi nói vậy, nói chơi cho vui đó. Là ở Cali này nó có cái chùa của Đài Loan, nó gọi là chùa Tây Lai mà nó chùa Tây Lai thành Đài Loan qua Mỹ rồi cái có con là Tây, là lái Tây là vậy đó, là gọi là chùa Tây Lai. Thì cũng giống vậy, mấy bà tu nữ, mấy bà Tỳ Kheo Ni Bắc Tông mà khi có con thành Nam Tông để chuyện đó nó không có lý do vậy đó. Là có những cái chuyện mà quý vị muốn biết thì nên lật lật ra mà coi, chứ không phải ấy là bây giờ đi thuyết pháp đi đồ đó mà ở riêng đó. Thường thường ở riêng là không được, Tỳ Kheo Ni là ở riêng không được, nó có nhiều cái lực rất là khó khăn. Thành ra thôi, nhưng mà không muốn làm gì làm, nhưng mà cái đó là mình tạo nghiệp thì mình ráng chịu, để sau này mình lỡ có gì thì đừng có đổ thừa ai đó. Hỏi mình tạo người xấu thì mình ráng mình lãnh nha, chẳng có gì hết. Nhưng mà còn mình thì mình lựa cái những cái nào mà còn truyền lại tới bây giờ mình có khả năng học hỏi, ráng học cho nhiều, đem gieo duyên cho kiếp sau, chứ không lỡ kiếp sau mà sanh ra vào thời có Đức Phật mà mình cũng không làm được hết. Quý vị biết vào thời Đức Phật của chúng ta đó, tại thế đó,
Nghĩa là hàng ngày ngài đi trị bệnh với hàng ngàn chư vị thánh tăng mà đâu có nhiều người đắc đạo đâu. Bởi vì lúc trước cũng chỉ nguyện gặp Phật mà thôi, không học hành gì thì có để bác cũng để bác thôi chứ làm sao đắc đạo quả được. Nên nếu mà mình nguyện gặp Phật của mình không chịu học, không chịu giao cái nhân cho bây giờ đó, thì mai mốt mình cũng gặp vậy đó. Gặp Đức Phật thì cũng để bác ngài thôi, hoặc là Đức Phật lại đứng gần ngài cho con chụp cái tấm ảnh để làm vậy đưa lên Facebook, ai chứng minh tâm mai mốt gặp Phật dám làm vậy đó, xin chụp hình với ngài đưa lên Facebook chứ tối ngày cái rồi đi chơi ở chứ này chứ nọ, không ráng học đi nghe minh tâm, học đi làm cái duyên cho kiếp sau chứ không mai mốt phiền lắm, có gặp Phật cũng không có lợi gì nhiều. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư Tôn Sinh Năng của Sinh Nữ trong Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sanh sự phát trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiện cùng các sinh năng của sinh nữ có năng được khả pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Thầm Mà Gia, Nam mô Sẵn Khai Gia, Phổ Hoa Tư Sâm Ăn Khả Lăng Rác Anh Tư Sắp Bà Đề Hoa Ta Sapa Buddha Nupa We Nasada Soti Phawan Tute Phawatu Sapa Mangkalang Rakhan Tu Sapa Dewata Sapa Thamma Nupa We Nasada Soti Phawan Tute Phawatu Sapa Mangkalang Rakhan Tu Sapa Dewata Sapa Sangha Nupa We Nasada Soti Phawan Tute. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Ratanatayasa. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành